Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati tô pha già thi thầm mầm hi pha già tình anati thầm mầm hi ma ra nặng anati tô sắp bê hi mê bi dê ma na bê na na pha wô quy na pha wô cầm mắt sa con hi cầm mắt đa gia đô cầm ma yo ni cầm ma ban tho cầm ma ba ti sa ra no yang cầm mang karissa mi can ya nang wa ba ba cang wa tat sa da ya do pha wit sa mi e quang âm hề ya phin hằng bắc cha quét khi tập bằng Thế Tôn lời giải tỏ tường năm điều quan tường phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bảo phận minh kết thành sắp bê sát ta quê ra hồn tu su khi ta hồn tu ních đúc ca hồn tu áp gia bất cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a ro ga hồn tu sam bát ti hi sa mất chan tu su khi a ta năng pa ri a ran tu đúc khắc bát ta cha nít đúc kha pha yak bát ta cha nít pha ya so khắc bát ta cha nít so ca hồn tu sắp bề bi ba bi nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với Metta đọc tạc bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Giới Thế Tôn, giờ này con không thấy có Ngài Trí Đức cũng như có vị sư nào vào đạo tràng hết. Dạ phải vậy không quý vị? Dạ. Nam mô Buddha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con không thấy có Ngài Trí Đức và vị sư nào vào đạo tràng hết. Dạ bây giờ chúng ta xin đọc tạc bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới với Đức Thế Tôn ạ. U ca sa ma văn phàn tê quy sung đắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích
tu ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sùng quý sùng rắc khá nát thà giá ti xa ra này na sa bần cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy vào giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhị. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sùng quý sùng rắc khá nát thà giá ti xa ra này na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin tòa tầm giới nơi tam bảo và con xin sám hối. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ra Qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ra Qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, ngài là bậc A Nan cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Dạ con kính đảnh lễ sư Quán Không, con thấy sư đã vào đạo tràng rồi, con kính cung thỉnh sư truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính dâng mít cho đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, không biết sư Quán Không có nghe được âm thanh của Metta không? Xin sư cho con biết. Dạ. Sư có nghe được âm thanh của con không? Con kính cung thỉnh sư truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, một lần nữa con kính cung thỉnh sư ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính cung thỉnh sư Quán Không truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con thấy sư đã vào rúm rồi. Dạ, một lần nữa con kính cung thỉnh sư, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, như vậy thì chắc là sư không có trước máy thôi. Giờ con kính xin thọ trì tam quy và ngũ giới với Đức Thế Tôn ạ. Bụt thằng sa ra nàng gạch cha mi, thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi, sang thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi, tu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi, tu ti dầm bi sang thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi, ta ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi, ta ti dầm bi sang thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sức kha bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na quê ra ma ni sức kha bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me so mất cha cha ra quê ra ma ni sức kha bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. U sa wa da quê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch không để lắm nhơ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liệu Tông đã vào đạo tràng, con kính đảnh lễ sư Quán Không. Dạ, bây giờ tiếp theo đây con đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng quá uttamang bút thể vô khá lý tổ đồ sô bút thô. Kha ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần như chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thăm mạnh cho đu quý thằng quá rằng thăm mê vô khá lý tổ đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con.
uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh chê đu vi thốt tamang sanh kê yô ca li tô đô sô sanh khô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thành Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Dạ. Không biết quý Ngài có mặt ở trước máy hay không, có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay để được tròn phước báo ạ. Dạ, con kính cung thỉnh quý Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính dâng mít đến quý Ngài. Aka sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu sa sa năng. Aka sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô ga ru. Aka sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa na. Dặn kinh chi cú sa la căm mạng cách tắc bằng kí ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô áp thi dê cha sát ta sanh nhi nô ca tăng bu nhá phá lăng mây hăng sắp bê pha ghi phá hoành tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đình năng bồn nhã pha lạng ma già về cha ta tha na cha nan tí đề qua gần tòa ni huệ đã dùm sắc bề lô cầm ni về sát ta trì quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhang phô cha nàng sắc bề la phàn tu ma ma về ta sa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng. Đến hầu mặt ngay có người làm phước được rài là đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung. Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực. Sanh an mạng tường, sinh thâu phước báo cũng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đàng vô nhà tì nàng hồ, tu su ki ta hòn, tu nhà ta vô. Miệng thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này, được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đàng quá ta mê buồn nhân, xá quá khá già quá hàng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ổn nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn. Và bây giờ phước báo nào có được trong ngày hôm nay con kính
dâng đến ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, sư Quán Không cùng tất cả chư tăng, quý bà, quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống, phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên tất cả quý vị trong đạo tràng luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, thì con kính trả mít lại cho đạo tràng, con kính trả mít lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cô Nhật Quỳnh có trước máy không cô? Mẹ ta gửi mít lại cho cô nha. Dạ. Cô Nhật Quỳnh ơi. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô Nhật Quỳnh có mặt trước máy không? Dạ, Meta gửi mà mic lại cho cô nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị trong đạo tràng thấy cô Nhật Quỳnh có trước máy không? Quý vị cho biết màn hình của Meta thì bây giờ bị một cái nít che án còn có chút xíu à, cho nên Meta không có thấy được gì hết trơn. Dạ, cô Nhật Quỳnh ơi, Meta trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Dạ, cô Nhật Quỳnh không có trước máy. Vậy bây giờ tiếp theo con xin đọc phần thỉnh Pháp Sư để con thỉnh Ngài Liễu Tông. Dạ, quý vị thấy cô Nhật Quỳnh hay là có ở trước máy không quý vị? Meta giờ bị màn hình che án còn có chút xíu à, thành ra khó thấy quá, không thấy gì trơn. Dạ thôi, tiếp theo đây con xin đọc phần thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha loka thi bát tì sa hàm bát tì ca tành cha lê anh thi hoa răng ai già cha tha san tê tha sắc tắc ba ra chắc ca cha tí ca đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng bát chăng sắc thầm ma phê linh quý na dân cha ca văn xuất tần cha bành thằng á phi thầm ma chăm măng a cô ta dành tô tu sắc cha đành đăng bắc bồ thả này về ba ri xa giá mắt chê phạm thiên lòng kinh thành cung thịnh phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được niệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đảm mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và con kính cung thỉnh ngài Liễu Tông đến trước máy để thử mic để thử âm thanh ạ. À. Và con kính dâng mic đến ngài ạ. À. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sĩ nam sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Bây giờ thì tới quý vị nào có câu hỏi thì cứ chat lên hoặc có thể cầm mic nêu lên. Bây giờ không biết ai làm gì mà rồng thì nó giống vắng như chùa Bà Đảnh chùi. Thì quý vị tự túc, chúng tôi cũng tự túc trả lời cho quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Dạ, quý vị trong đạo tràng, con thấy cũng nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Bây giờ không biết lý do gì mà cô Nhật Quỳnh cũng không có trước máy. Rồi cái màn hình của con thì nó bị một cái nít khác che án, con còn có chút xíu à. Con cũng không có thấy được gì hết. Bây giờ quý vị nào xin tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay, một tuần lễ chỉ có một ngày, xin quý vị có gì thắc mắc trong tuần qua thì quý vị
cứ chắc lên đó là có muốn cầm mic thì Meta sẽ nhường mic, chứ bây giờ Meta không có thấy được ai đưa tay gì hết, có chút xíu màn hình có chút xíu, thành ra xin quý vị có gì thắc mắc thì cứ ghi lên rồi quý vị cầm mic để hỏi trực tiếp, hoặc là quý vị đưa lên. Thì thật sự là Meta cũng còn có chút xíu rồi, bây giờ nếu mà muốn thì Meta phải tắt nguồn rồi Meta vô lại thì mới được. Vậy thì bây giờ xin cho giây lát đi cho con tắt nguồn rồi con mới vô được, chứ không giờ con thấy có chút xíu à. Dạ con xin tắt nguồn trong giây lát ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thôi người đầu tiên xin mời trưởng lão Quán Không đi. Hay là Quế lúc này lạnh quá rồi vô ngồi em ra vậy. Nam mô Bụt Thầy Gia. Mời sư Quán Không nha. Nam mô Bụt Thầy Gia. Hình như là lúc này trở thành cái thiền đường rồi, thành ra ngoài lên tiếng hết. Thì thôi, chủ room cũng không thấy vô, mà MC thì cũng im hơi lặng tiếng. Mình đây xin tình ý quý vị như thế nào, hay chúng ta cùng nhau đi ăn Tết. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Dạ, con đã vào room trở lại được rồi. Dạ, bây giờ một lần nữa, con kính xin quý vị trong đạo tràng là nếu có cái gì thắc mắc cần phải hỏi thì quý vị cứ đưa lên, là cần cầm mic thì Meta sẽ nhường mic, hoặc là có điều gì thì quý vị cứ đưa lên màn hình rồi Meta sẽ đọc. Dạ con không biết hôm nay lý do gì mà Ngài Trí Đức bị cái máy như thế nào mà từ đầu tới giờ không thấy vô. Rồi sư Quán Không thì có vô mà cũng không lên tiếng lên tâm gì ráo. Rồi cô Nhật Quỳnh thì chắc cũng có sự cố gì, cho nên cổ căn dặn con là phải giữ mic thì bây giờ con giữ mic. Rồi con một lần nữa con kính xin quý vị trong đạo tràng, hôm nay có điều gì thì cứ hỏi trực tiếp với Ngài, hoặc là đưa lên màn hình thì Meta sẽ đọc. Dạ. Vậy xin một lần nữa kính xin quý vị ạ. Kính mời quý vị ạ. À, hôm nay con thấy đạo tràng thì cũng có rất là nhiều người, có Huynh Giang Nhật Hà nè, có Bảo Khánh nè, rồi sư Quán Không, rồi Nguyên Tịnh, rồi Huynh Thính Pháp. Quý vị ơi, có điều gì hay không thắc mắc thì cứ hỏi Ngài,
cứ tay thì dạ em xin lỗi chị mất tay nha, máy chị không có thấy bằng tay cũng như không thấy câu chát. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá, con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Liêu Tông, Thượng Tọa Quán Không cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn chị Meta rất rất là nhiều luôn đã để bái Tam Bảo và giữ mít. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy bàn tay chiếc lá mùa xuân và kính mời chiếc lá mùa xuân nha. Dạ con xin đảnh lễ và ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin kính chào quý sư và quý cô cư nữ trong đạo tràng, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, mà con có nghe được là cái khi mà một cái người mà có cái ý mà muốn muốn lấy rồi khi rồi người ta di dời cái vật mà người ta muốn lấy thì cái đó, nhưng mà người ta chưa có lấy thì cái đó cũng là phạm giới trộm cắp. Như vậy có đúng không, có phải không thưa ngài? Dạ con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Trường Tôn Hiền Giả Kính Thưa Quý Vị. Thật ra mình muốn lấy cái đó mà mình lấy cho anh ta thấy rồi cái mình tìm phương tiện mình đẩy sang bên chưa lấy rồi, nhưng mà tư tưởng vẫn sẽ lấy thì cái đó phạm. Bởi vì cái người ta trở lại đó, người ta thấy có thể là cái món đồ bây giờ đi, nhưng mà hồi xưa hồi nãy người ta để chỗ này, bây giờ anh nằm chỗ này, có thể là người ta không có lấy hoặc là không có nghĩ là đồ của mình đó. Thành ra người ta đã coi như mất ấy. Thì mình lãnh nguyên lãnh đủ chứ không đường nào tiến nổi. Thành ra cái tác ý đầu tiên nó đã tạo một phần công nghiệp rồi. Khi mà cái người đó trở lại mà thấy không còn nằm cái chỗ của họ thì họ coi như cái của họ bị ai lấy rồi mất, thì lúc đó mình lãnh đủ à. Thành ra cái chuyện là những cái chi đó đó mình không có nên dễ vui được, mà mình dễ vui đó, kể như là mình cũng phạm như thường. Thành ra cái đó nó còn nguy hiểm lắm chứ không phải không. Thành ra nên luôn luôn giữ cái tâm mình cho nó có cái điều kiện là của thiện pháp để mình tránh được những cơ hội đó. Bởi vì trong một phút dễ vui nào đó, mấy cái đó mình thích, mình có tác ý muốn lấy, nó rất là nguy hiểm. Cái chuyện nó xảy ra rất là thường đối với phàm nhân. Thành ra cẩn thận vào những cái việc như vậy. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con xin tri ân sư. Con có một cái câu hỏi nữa đó sư, là ví dụ như trong cái nhà, ví dụ trong nhà của mình mà mình mướn một cái người, mình muốn một cái người về làm việc nhà cho mình, rồi mình sai người ta làm cái này, sai người ta làm cái kia vậy đó sư, thì con thấy giống như nhiều khi con nghĩ là nếu mà mình sai người ta làm vậy thì nhiều khi, người ta cũng không có vui vẻ cái tâm của người ta đó sư, thì mình mướn một người giúp việc nhà như vậy đó là có tạo nghiệp không sư? Dạ con xin sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Thưa Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Khi mướn người đó thì mình có những cái điều kiện, có giấy tờ đàng hoàng chứ. Mình chỉ sai người ta những cái gì theo cái điều kiện mà mình mướn người ta thôi chứ. Chứ mình làm quá có thể người ta không làm cũng được. Mà mình nghĩ mình chủ thì có thể có những hành động nó không có tốt. Nên, thì nào còn mướn người ta mà mình đã làm tất cả việc nhà thì, nhưng mình nên nhớ làm tất cả việc nhà thì nữa cũng phải dựa vào sức của người ta. Chứ mình bắt người ta thí dụ khiêng mà
ta khiêng nửa bao gạo, mình bắt phải khiêng một bao gạo cho được, thì cái đời cũng là sai lầm chứ không phải không nha. Nhưng mà thật sự mình mướn người ta, mình sai người ta vẫn làm, nhưng mà trong cái điều kiện người ta có thể làm được, nên nhớ chuyện đó. Nam mô Phật thầy vậy. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, con tạm thời hết câu hỏi, con mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liêu Tông đã giảng giải câu hỏi của chiếc lá mùa xuân. Dạ, cảm ơn chiếc lá mùa xuân cho câu hỏi. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay cũng như mời những câu chích chát trong đạo tràng ạ. Dạ, một lần nữa con thành tâm sám hối với chị Tùng Đức và xin lỗi đạo tràng, nhất là xin lỗi chị Metta. Dạ, Nhật Bình có việc đột xuất nên Nhật Bình nhờ chịu giữ mít. Dạ, chị rất là cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Dạ, kính chào tu học Phật anh huynh tu học Phật pháp về vào đàn. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, theo câu hỏi của chiếc lá mùa xuân, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chắc của quý vị ạ. Dạ, bạch ngài, mấy ngày nay có thảo luận về vấn đề, thí dụ như như con ở Việt Nam á, thì con thấy chùa Nam Truyền thì không 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 có thấy thờ Quan Âm. Thí dụ như cái lúc mà sư Pháp Đăng mới nhận cái chùa Từ Thiện thì chùa có tượng Quan Âm, có tượng Di Đà, thì coi như là nhà thượng tọa Pháp Đăng cũng di dời đập bỏ hết. Dạ, rồi xây lại hoàn toàn theo Nam Truyền. Và cũng có một cái chùa con cũng thấy như vậy. Nhưng mà khi con qua đây thì con thấy lúc đó bà con với con nói: ồ, chị mà tu bên Nam Truyền thì qua đây cũng có chùa Nam Truyền, thì chị có thể em dắt chị đi chùa Nam Truyền. Nhưng mà khi con đến cái ngôi chùa đó, con thấy một cái tượng Quan Âm thật là lớn thờ đằng trước, thì trong lòng con đã không thấy, không có hoan hỷ nữa. Lần sau thì vì là hỏi vậy, ồ chị đi không, em ghé em chở chị đi, thì trong lòng con không hoan hỷ. Như vậy con có tạo nghiệp gì không bạch ngài? Thì người ta nói thì mình ở đâu theo đó, nhưng mà trong cái đầu con hồi trước thì con nên bát truyền, con cũng đã từng đại Quan Âm, rồi con cũng đã từng lại Di Đà, nói chung là địa tạng gì như ở chùa rồi gặp tượng là cứ lại thôi. Nhưng từ lúc con được qua bên Phật giáo Nam Truyền, con học được, con hiểu được một chút á, thì tự nhiên con không có hoan hỷ với những cái chỗ thờ tượng như vậy. Nhưng mà có người ta cũng nói đó là phương tiện, thì con bạch ngài, ngài chỉ dạy giùm con không hoan hỷ tới những chỗ như vậy, và con không có đến như vậy, con có phải là con có tạo cái nghiệp gì đối với giáo pháp không bạch ngài? Nhà xin ngài chỉ dạy giùm cho con kính dâng bạch đến ngài. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tổ hoàng. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đối với một cái chùa nguyên thủy, chùa theo nguyên thủy đó, cái quan trọng là chánh điện. Và cái thứ hai nữa đó, nếu theo thái theo miếng điện đó, thì nó có một cái chánh điện thì thường thường là nó là chắc chắn là chỉ có chư tăng vô để tụng kinh hoặc làm cái gì liên quan tới chư tăng mà thôi. Chứ thường thường người đời ở mấy xứ đó là không có vô chánh điện. Nhưng mà nó có một cái building riêng, gọi là cái building để sinh hoạt. Thì trong chánh điện, trong cái sinh hoạt đó đó, là chỉ để có tượng của Đức Bổn Sư mà thôi, chứ không có để những cái tượng gì khác. Tại vì Phật tử hay là ngay cả các vị tu nữ đó, thường là không có vô chánh điện của chùa để mà tụng kinh, mà tụng kinh bên cái building mà để dành cho cái sự sinh hoạt của chùa đó. Ví dụ như ăn uống hay làm gì đó, cứ như
ngoài cái chuyện tăng sự chư tăng thì người ta làm ở bên cái building đó, thì trong đó họ cũng không có để cái tượng của Quan Âm Di Đà gì đó. Trong chùa đó có thể có tượng của Quan Âm, của tượng Di Đà, nhưng họ để ngoài sân, để ngoài sân cho những cái Phật tử mà bất tông mà muốn ghé chùa Nam Truyền đó, người ta có chỗ người ta bày tỏ đức tin của người ta đối với gì đó, chứ nó không có liên, những người đó không liên hệ tới chùa đó. Thì thường thường đó, ở bên Mỹ này cũng có ngay cái chùa Pháp Vân đó, là có cái một lâu lâu cái đám người ta tới làm phước, ta dâng cái tượng vậy đó, tượng của Quan Âm, tượng gì cũng hết. Nhưng mà thường thường là mấy chùa theo Nam Truyền người ta cũng nhận mà ta để ngoài sân á, người ta cũng đem vô chỗ đàng hoàng đó. Vậy nào tới chùa Pháp Vân cũng sẽ thấy ngoài cái gốc ở bên ngoài gần cái cửa ra vô đó, ta để cái tượng bà đó. Ai muốn xá thì xá, muốn làm không có trịnh trọng giống như cái chỗ của Đức Thế Tôn. Thành ra khi mà mình tới đó, mình tới để mình lại Phật, hay là mình tới để mình nhìn cái những cái tượng đó mà mình cảm thấy mình không an vui, phải không? Mình đi mình nhớ tới cái chỗ nào mình có thể làm phước được, còn cái chỗ nào mà mình cảm thấy nó làm cho cái tâm mình không có được an vui đó, thì mình đừng tới chỗ đó, mình đừng có ngó nó chứ có gì đâu đó. Thành ra cái thật sự ra đó, nhiều khi đó cái mấy cái tượng tào lao vậy đó, nhưng mà nó đem bao thơ ra chùa nhiều hơn. Thành ra có những chùa người ta khi Phật tử mang tới, người ta vẫn để vậy chứ người ta không có thắc mắc. Nhưng mà mình là cư sĩ Phật tử thứ thiệt á, ai để gì để, mình đi ngang mình chỉ đi bình thường thôi, chứ đừng có để gì tới đó. Mình đi thẳng về chánh điện, hoặc thẳng về chỗ có chỗ thờ chỗ Đức Bổn Sư, thì mình làm lễ, làm theo những cái gì mà mình học hỏi ở trong hệ Nam Truyền, chứ đừng có để cái đó. Ví dụ như bây giờ mình nói chùa là cái nơi công cộng, nhiều khi có lâu lâu có nhờ đây, lâu lâu có những cái vị cha nhà thờ của Mỹ rồi này kia, họ vô họ cũng vậy, họ xin xem xét, hoặc họ đi tới để họ thấy được, và họ cũng xá cũng lại cũng gì đó, có hoặc không làm, thì cái chuyện đó bình thường thôi, chứ có ở đâu mà nên mình thấy ông cha đi vô cái mình đổi chỉ phải không, kệ không chứ. Nhưng mình thấy tượng của bà Quan Âm hay là của ông Địa Tạng, ông gì kệ ông chứ, mắc mớ gì tới mình đâu, mình hơi giận hờn chi cho mệt. Mình chỉ vô để làm cái gì mà mình trong đức tin mình lúc đó mà thôi. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiền Mũ. Dạ, chúng con không còn nghe được âm thanh của Ngài bên Ngài. Con kính dân bích kính Ngài. Dạ, cảm ơn chị Metta. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sư nói xong rồi mà sư mới buông mic chứ. Chứ đâu phải sư nói chưa xong đâu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin sám hối, con đang chăm chú, con nghe Ngài. Tới hồi con thấy rất mít, dạ con xin sám hối, dạ con thành kính tri ân Ngài, Ngài đã giảng dạy con hiểu được, để trong lòng con nó bớt sống sàng, dạ con tri ân Ngài rất là nhiều, dạ cảm ơn tâm hành. Dạ con thấy câu hỏi của chiếc lá hồi xuân, chiếc lá hồi xuân cầm mít đi, chiếc lá hồi xuân, Nhật Quỳnh quân mít nha, mời chiếc lá hồi xuân nha. Dạ, dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có một cái câu hỏi là nhiều khi giống như khi mà con nói chuyện với ba mẹ con rồi đó, thì ba mẹ con kêu con làm cái gì á, nhưng mà ba mẹ con kêu con làm một việc nhưng mà con không có muốn làm, thì
thì con hay nói lướt 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 qua, giống như là để đó đi, khi nào con rảnh không làm, hoặc là để bữa sau con làm. Thì con nói như vậy, nhưng mà con cũng cái tâm con không có muốn làm. Thì con nói như vậy là có phạm giới nói dối không, bạch ngài? Dạ con xin chào mít cho con xin dâng mít cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch trời toàn, dạ kính thưa cho quý vị. Mình hỏi mình nói rồi mình không làm, ông ta cứ mình nói mình ta cứ là mình nói dối chứ gì nữa. Sao không nói thẳng là không làm ha? Chứ đừng có nói né qua né lại thì cứ tưởng được em không làm, nói né qua né lại để mình khỏi làm. Mình hứa mình làm mà mình không làm là mình nói dối chứ gì nữa mà đi hỏi ha? Cái đó là thật sự là không có nên. Không làm này nó nói thẳng đi là có bị gậy thì gán chịu chứ. Còn mình hứa qua hứa là không làm cái chuyện đó không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ giống như là con nửa muốn làm nửa muốn không, chứ cũng chưa có hẳn là không có làm đó thưa sư. Nhưng mà con cũng như là con không có muốn làm, nhưng mà thì cũng nói, nhưng mà rồi sau đó lâu lâu cái lại coi thì con lại làm. Thì bởi vì con thấy nhiều khi cũng, nhưng mà sư dạy vậy con giờ con biết là con không có làm gì nữa. Dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ, sa thủ lành tha, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liêu Tông đã trả lời câu hỏi của chiếc lá mùa xuân. Cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, Karuna ơi, coi lại cắt chụp cái quách cam giùm. Để Karuna mà đưa cái quách cam lên thì có nhiều vị không còn thấy được cái màn hình do những vị này ta dùng iPad. Dạ, Karuna có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, chính mời cắt dùng quách cam giùm ạ. Nam mô Bích Thai, dạ con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức Vô Quang Năm vào đạo tràng. Dạ kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chắc của quý vị ạ. À. Dạ mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi và những câu chích chắc lên để ngài Liêu Tông giảng giải ạ. À. Nam mô Bích Thai, dạ. Cái máy của Karuna có vấn đề rồi. Hay rồi rung thì thôi, mà hãy lên rung là mở quách cam. Dạ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ quý Phật Pháp ơi, không có bằng tay cũng như không có câu hỏi. Nhật Quỳnh hỏi ngài một câu rồi Quỳnh Phật Pháp mà giúp giùm. Ô xà thú mời về chích thà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức, ngài Liễu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, hồi nãy con có nghe chiếc lá mùa xuân có hỏi ngài về cái giới nói dối như thế ngài. Thì con cũng có thắc mắc. Tại vì, ví dụ như Phật tử chúng con đi thường phải va chạm cuộc sống nhiều, thì cái nói lời vô ích đó thưa ngài. Ví dụ mình đi làm, có những cái việc làm của mình làm trong cái phạm vi đó, nó không nó nằm trong cái phạm vi đó, thì cái sự nói chuyện với lại coworker đôi phần nó cũng nằm ngoài cái việc làm một chút xíu, thì có đó có gọi là giống như là mình, con nói sao, giống như khi mà mình đang bàn về một cái vấn đề công ăn, cái việc làm đi, nhưng mà đôi phần nó cũng bị, đôi khi mình nói chuyện nó cũng phải lái qua cái chuyện mà nó cũng không ăn nhầm gì cái chuyện làm của mình chút, giống như là cái sự nói chuyện cho nó nói lời nói qua lại như vậy, thì cái đó có gọi là lời nói vô ích không, hay là cái lời nói vô ích ở đây là lẫn lời nói mà
nó gây nó không có lợi ích gì cho ai, thì con chưa có hiểu cái chi pháp của cái lời nói vô ích trong một cái chi pháp giới giới về cái phần nói dối. Đó thưa ngài, dạ con kính trân nó lại cho ngài những gì. Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch chư tôn hay giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái lời nói đó nó không có liên quan tới cái công việc mình làm, nó không có liên hệ tới cái điều đang bàn tới cái sự hiểu biết của hai bên đó, là lời nói vô ích. Chứ làm sao là không là lời nói vô ích được. Mà mình nói cái lời nói vô ích đó, rồi khi mình thấy nó không có hại gì cho mình và cho người một cách từ cách giống như nó giỡn, thật sự ra nó vẫn có hại chứ làm sao nó không hại. Nếu mà nó hại thì Đức Phật đâu có dạy cho chư tăng khi gặp nhau đó không nói được lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Đức Phật đã dạy chư tăng như vậy rồi, thật ra ngay cả hai ông sư gặp nhau mà hoặc là lên rung rồi mà nói lâu lâu rồi nói thấy cái rung nó căng thẳng quá, cái cũng nói một vài lời nó nằm ngoài cái đề tài mà mình đang bàn thảo, cái chuyện đó đó đúng nguyên tắc cũng không có nên nữa. Bởi vì đó là lời nói vô ích, nó đi ra ngoài một số cái đó nó vẫn có hại như thường chứ không phải có hại, nhưng mà đôi khi cái những hại đó mình không có khả, không có đủ cái sự hiểu biết để mình thấy nó hại như thế nào, nhưng những cái đó là những cái có hại. Đó là lý do tại sao thấy cái lúc mà ông vua sẽ thế mà đi theo ông bác sĩ để đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, ông đi vô đông rung rồi. Tại sao? Tại vì ông kia nói là Đức Phật đang ngồi trong đó với 1250 vị tỳ kheo, mà ông ta tới đến lặng khe như vậy cũng vậy sao? Thành ra nếu đúng nguyên tắc thì ngay cả cái lời nói mà không có phải mang cái sự lợi lộc nào cho người nói hoặc người nghe thì Đức Phật cũng khuyên là không nên làm. Thì mình ở đây cũng vậy, điều gì cần nói thì nói, không cần nói mình lo mình làm gì của mình đi, chứ mình nói nó chơi nó giỡn gì chứ mệt vậy, phải không? Nhưng mà thấy chừng cái lúc mà nó cho quả rồi, lúc đó mình ngồi mình cũng muốn hối hận thì cũng không có được. Thành ra tốt nhất cái gì mà không thấy nó không có cần thiết lắm thì nên tiết kiệm lại nói cho nó cho chắc ăn. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Mai Giang Sang Kha Gia. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, cái này con nghĩ đa phần các không biết Phật tử này là quý vị sao chứ hình như con mắt hơi nhiều. Tại chắc phải bây giờ phải bỏ bớt từ từ thôi ngài, tại vì nhiều khi cái lời nói của mình nó carry on những cái chuyện mà nó cũng không nằm ngoài cái việc làm mình chút đó thôi ngài. Thành ra nhiều khi mình mắc phải mà mình không hay biết. Dạ. Dạ thôi để con hỏi ngài cái chuyện khác. Dạ. Con có cái thắc mắc, con cứ nghe nói là ma vương thì nói là trong kinh thì cũng nói là khi Đức Bồ Tát chuẩn bị ngồi để hành đạo thì ma vương có tới quấy phá, thì cái đó con cũng nghe như vậy rồi, con cũng nghe với con mấy bác vô chùa nói ví dụ như khi mình làm chuyện gì đó cái không thành công nói là ma vương theo phá. Mà con chưa có hiểu ma vương thì con biết là có năm loại ma vương, thì có phải ma vương mà mình hiểu cho nó đúng nghĩa đúng rõ thì tất cả những cái phiền não chính là ma vương phải không thưa ngài? Dạ con kính trao mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Tha Gia kính bạch chư tôn hay giả kính thưa chư quý vị. Thì mình coi lại trong cái ngũ ma đặc biệt chưa có ở đâu. Nhiều cái thiện pháp vẫn là cái vật quấy rối cái điều kiện của mình đang làm. Mà khi nó quấy rối như vậy đó là một cái hình thức mà trong kinh điển gọi là ma vương. Quý vị nên nhớ đó, không phải
cái ông chư thiên ở trên đó xong xuống ông phá Đức Phật mà mới là ma vương. Trong ngũ ma chỉ có một loại ma là người mà thôi, đó là cái ông đó, cái ông chư thiên trên đó xuống đó. Còn bốn cái loại kia đó, nó là ác pháp cũng có, là thiện pháp cũng có. Mình đương làm cái việc gì mà nó vô nó hại mình đó, thì nó cũng liệt vào hạng ma, chứ đừng có nghĩ cái đó là nó ma. Ví dụ như vậy nào mà ở đây mà hành thiền tới cái thiền thứ tư rồi giai đoạn đầu đó, thì có 9 cái 10 cái gọi là quý vật sinh u và kỳ lê xã đó, 10 cái phiền não của mình sát đó. Thì trong 10 cái đó đã 9 cái là thiện pháp, chỉ có cái thứ 10 mới là ác pháp thôi. Nhưng mà gộp chung cả 10 cái đó vẫn gọi là pháp xấu như thường, chứ không phải là pháp tốt. Thì mình nên cẩn thận, bởi có nhiều chuyện mà mình không có nghĩ nó là chuyện đó. Hoặc là cái chuyện mà Đức Phật, Đức Bồ Tát khi ngồi với cái đó đó, rồi người ta vẽ ra cái bao nhiêu chuyện này kia xong đó, cái đó không phải là người, không phải là ma, mà cái đó là những cái nó xảy ra trong cái đầu óc của Ngài á. Cái sự suy nghĩ lúc đó phần đông là bất thiện pháp. Rồi khi nào mà vẽ giống như mình á, nhiều khi mình ngồi mình để cho cái mấy cái đó nó vẽ vô là mình thiêu dệt những cái mà mình tưởng nó là chuyện chơi, chứ không phải. Nó vẫn thiêu dệt, nó giết mình như thường, chứ không phải không. Ví dụ như mình ngồi đó, đàn ông thì ngồi nghĩ tới một cái cô hoa hậu rồi này kia, ông chồng theo dõi như chuyện. Hoặc người nữ cũng vậy, nghĩ tới cái ông mà võ sĩ nào đó, hay là cái ông về đá banh hay về bóng rổ gì đẹp trai rồi này kia, mình ngồi mình nghĩ cái ngại đó, cái đó vẫn là ma dương hết đó, chơi mình là thành đó. Giờ giống như họ vẽ trong cái lúc mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó, nên cô này thấy, cô kia thấy, này kia ông chồng đó. Cái đó là nó là một cái loại danh pháp, chứ nó không phải là người đó. Nhưng mà người ta muốn cho mình hiểu, người ta mới vẽ ra những cái loại đó. Chứ hỏi ngàn ngồi yên chỗ đó mà ma chỗ nào, phải không? Nó có những cái mình phải hiểu theo cái kiểu đó, để mình mới biết đó. Cái mình đang suy nghĩ trong đầu nó vẫn có thể là ma, để nó quậy cho mình bá thở như thường, chứ không phải mà dầu rằng nghĩ là thiện pháp thì nó vẫn bá thở như thường đó. Thành ra tới cái giai đoạn đầu của tệ thứ tư mà bị 10 con ma để vô tới coi, 10 cái con ma và 9 con ma đậu là thiện pháp, nó vẫn làm cho thiền mình bị suy hoại như thường, chứ không phải không. Mình đừng nghĩ ma phải là người giống như mình, rồi nó sanh ở cõi đó này kia, không phải. Coi trong ngũ ma, coi pháp là biết liền, biết nó như thế nào. Hoặc là nhiều khi nó thiền pháp nó vẫn là ma như thường, chứ không phải là. Đừng có nói là bất thiện pháp mới là ma, nhớ vậy đó. Nam mô Phật Thầy vậy. Dạ, Nam mô Phật Thầy vậy. Dạ, con kính tri ân Ngài dạ, cho con hiểu rõ hơn. Nhưng mà con có đọc đó thưa Ngài, cái phần con có đọc một cái bài, con cũng không nhớ cái vị nào viết, nhưng mà nói về cái phiền não thì họ lại chia cái phiền não ra làm ba, là cái phiền não ngoại phiền não, nội phiền não và cái tiềm ẩn. Là mình hay, con nhớ có những cái bài kinh nói tiềm ẩn là những cái phiền não nó ngủ ngầm ngay trong cái chính cái tâm thức của mình. Thì ba cái phiền não này thưa ngài, thì ngoại phiền não có phải là những cái phiền não như là nó thô thiển, như là mình tham một cái vật gì đó, dính mắc cái vật gì đó. Còn cái nội phiền não là con chưa có hiểu cái nội phiền não là nó vẫn là trên cái dạng tâm thức nữa, nhưng mà nó hiện bài như thế nào không biết, ngài có thể cho tụi con ví dụ. Còn cái phiền não mà tiềm ẩn là nó núp lùm, nó nằm kín sâu mà nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào, con cũng chưa có hiểu mấy cái này, có thể ngài có thể giảng cho tụi con hiểu rõ. Dạ, con kính tri ân ngài, con xin trao mít lại. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Đó là cách nói để người ta chỉ cho cái đối tượng mà nó làm cho phiền não phát sanh. Cái đối tượng nó có thể bên ngoài, có thể như thế nào đó, thì người ta dựa vào cái đó để người ta thấy.
nó có cái đó nó làm cho những cái phiền não đó nó phát sinh trong nội tâm của mình, trong cái đầu óc của mình á. Còn cái phiền não ngủ ngầm đó cũng vậy, là người ta nói là cái nó nằm, tại sao gọi là ngủ ngầm, tại lúc đó chưa có đối tượng để làm cho nó phát sinh. Bởi vì khi có đối tượng rồi đó thì nó phát sinh từ ngoài này, nó mới kéo mấy cái đó vô được, ra được. Chứ nếu mà không có những cái đối tượng thì cái tâm nó nằm chỗ, cho nên là nó nhào ra làm chi. Mà khi nó nhào ra đó, người ta phải dùng một số cái technique mà về cái cách hành văn trong cái chế định pháp và thực tính pháp, để người ta chỉ cho mình biết nó là cái đó, nó là cái đó. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải học học về chế định pháp, học về thực tính pháp cho nó rõ ràng, để mình biết những cái điều người ta nói là như thế nào. Chứ không phải là mình nghe cái là nó phải như vậy, không phải. Nhiều khi mình nghe cái đó nhưng mà nó phải qua một cái chu kỳ nào đó thấy được cái kết quả của cái lời nói đó, chứ đâu phải mình nghe là nó là sự thật hết đâu. Nó nghe cái gì là phải coi chừng, coi cái chỗ nào dựa vào cách nói của người. Cách nói của người á, theo trong Bali thì nó có 12 cái chánh, là 40 mấy cách phụ. Mà kết nối của mình đó, nhiều khi mình nhận dạng không có ra, rồi mình hiểu lầm đó. Nhưng mà khi mình nghe nói thường thường rồi cái mình không còn hiểu lầm nữa, nhưng mà mình làm ngược lại cái điều mà đối với cái người mà ở ngoài ta nhìn vô ấy. Ví dụ như cái anh đó, anh đi làm về kêu bà xã anh nấu cơm, thì bà làm gì? Bà lấy gạo bà nấu hay bà lấy cơm bà nấu? Anh kêu nấu cơm mà, tại sao bà xã đi đi lấy gạo nấu? Thấy không? Thành nó 12 cách đó là gì? Có khi nói tới cái quả, nhưng mà người nghe phải lấy làm cái nhân để mới thành cái đó. Hoặc có thể nói bên hông mà mình hiểu luôn cả bên cạnh. Thì nó có 12 cách vậy đó. Ví dụ nói bên hông hiểu bên cạnh là như thế nào? Cô Hà mời chư tăng tới nhà, mời quý sư dùng cơm. Không lẽ ông sư ăn cơm không, còn tàu ăn để lại chủ nhà ăn à? Thì nó nói bên hông cũng phải hiểu luôn cả bên cạnh là vậy. Thì nó dựa vào một số cách như vậy đó, mình hiểu để mình nhận dạng lời dạy Đức Phật. Có khi ngài dạy vậy nhưng mình phải hiểu như vậy, có khi ngài dạy như vậy mình hiểu như vậy, thì lúc đó mình mới hiểu được cái điều người ta nói. Chứ còn không, mình dựa vào những cái sự hiểu biết bình thường của mình là coi chừng có thể sai như thường. Nam mô Bích Thầy nhá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài đã giảng dạy cái câu hỏi của con. Dạ, con nhớ con có ghi cái nốt trên dưới đây thưa ngài, nói là cái ngoại phiền não đó là do cái thân khẩu ý, cái đối tượng của nó là qua những cái việc làm, qua thân cái khẩu và ý của mình, thì nó là những cái phiền não mà nó mình dễ thấy, nó thô thiển. Thì ở đây có dạy là do cái sự trì giới, thì cái khi mà có sự trì giới, mình lấy giới đó mình cũng có thể ngăn ngừa tạm thời. Con nghĩ là ở đây có thể dạy là cái sự ngăn ngừa tạm thời để mình không có phạm vô, thì cái này có đúng như vậy không thưa ngài? Dạ, con kính trân mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy giả kinh bạch triệu tồn hay giả kinh thưa gì đó, tùy theo điều kiện. Chứ mình nói một chuyện mà mình để mình hiểu cả cả một cái quy trình như vậy là không có đúng. Tùy theo chuyện đàng hoàng, chứ không phải là muốn lúc nào cũng phải nó phải như vậy, không phải. Không phải vậy, tùy theo điều kiện đàng hoàng chứ. Nhiều khi nó như vậy thì mình phải làm vậy, nhưng có nhiều khi nó như vậy mình không làm như vậy được, phải làm ngược lại. Là tùy theo mỗi một cái điều kiện nó có những cái bên trong nó như thế nào, mình phải hiểu tường tận cái điều đó mình làm nó mới đúng. Chứ mình dựa vào một cái lời nói vậy rồi cái nào mình cũng làm vậy là chưa chắc. Nó mua thai giá. Dạ, sa thú, dạ con hình như con hiểu ý của ngài rồi. Dạ, con kính tri ân ngài.
Vậy thì con hỏi tiếp cái câu thứ này. Mà con không biết cái máy của con có thấy ai đưa bàn tay thôi, để con xuống nha, con cầm mic cũng hơi lâu rồi, con sợ không biết có Phật tử nào, có quý vị nào cầm mic không. Nếu không thì con lên tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con thấy đạo tràng im lặng, chắc không có ai đưa tay, con lên tiếp. Dạ, thưa Ngài, con ngồi, con cũng suy ngẫm, con nói về cái vấn đề, cái tâm tham, cái tham, tham và tham, tham, rồi tham ái. Thì con coi cái phần tiếng Bali thì con thấy cũng có sự khác biệt, nó là tăng ha. Hay là lô phá là nói về tám tâm tham, mà tăng ha thì nói về ba cái ái, là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thì nếu mà mình nói trên cái chi pháp thì hai cái này, một cái là tham, một cái là tham ái, thì chi pháp nó có cái sự khác biệt không thưa Ngài, hay là nó cũng cái căn gốc, nguồn gốc nó vẫn là cái tham. Dạ, con kính trao mít lại cho Ngài giảng dạy cái phần này. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Mình nói như vậy là không có được, bởi vì nó phải tùy theo cái điều kiện của cái đó. Bởi vì tất cả các pháp mà mình thấy đó, nó có nhiều nghĩa, và nó ở chỗ nào thì nó có nghĩa khác, ở chỗ nào nó có nghĩa khác, chứ không phải lúc nào nó có cái nghĩa giống nhau vậy đó. Từng rồi mà chúng tôi có thí dụ, có lẽ là quý vị không nghe đó. Chúng tôi nói ví dụ tầm sơ tầm, nếu nó ở 12 tầm bất thiện nghĩa nó khác, nó ở 8, trong 8 tầm đại thiện nghĩa nó khác, rồi nó ở trong thiền sắc giới, đệ nhất thiền sắc giới nghĩa nó khác. Nhưng mà nếu nó nằm ở trên tâm đạo thì nghĩa nó khác. Thì nó mình cũng thấy nói gì được đó. Mới dựa vào đối, thứ nhất là đối với các thực tính pháp đó, mình phải biết nó nằm chỗ nào, và cái điều kiện mà để nó phát sinh là điều kiện như thế nào, thì mới có thể mình nói được cho chính xác nó là cái gì. Chứ còn mình dựa về không được, mình dựa vào cái tên rồi người ta dịch, mình không biết người ta dịch cái chỗ đó, người ta dịch cái chỗ nào đó. Mà khi mình không biết người ta dịch chỗ nào thì mình có muốn nói ra sao mình nói đúng được. Thành ra vấn đề là phải học cho tới nơi, học ấy cho đàng hoàng, chứ còn mình học mà không có ấy rồi cái mình cứ nhiều khi mà mình cái kiểu của mình nó nhiều khi nó rất là nguy hiểm, chứ nó không phải dễ dàng như mình nói. Thành ra quý vị nên cẩn thận mấy cái đó mới được, chứ không phải là muốn nói sao nói. Cái tầm sở, mình nói tầm sở tham đó, còn quý vị nói tầm tham thì trong duy diệu pháp không có tầm tham, nhớ vậy. Tám cái tầm đó người ta gọi là gì? Lô phá mu lá chi tạ, tức là tâm phát sanh từ căn, mà căn tham là tâm sở tham chứ không phải là tâm tham, này nhớ tâm sở tham. Thì trong Paramattha Thipani đó, nó cho biết là cái tâm sở tham đó, nó có 10 cái nghĩa khác nhau rằng, chứ không phải nó có một. Có khi nó nghĩa, có nghĩa là tanh hạ, có khi nó có nghĩa là ra khá, có khi nó có nghĩa là ca má, có khi nó có nghĩa là nan đí, có khi nó có nghĩa là apicca, có khi đó, có khi nó có nghĩa là bồ nô phá quý ca, có khi nó có nghĩa là icca, có khi nó có nghĩa là a xả, và có khi nó có nghĩa là sảnh vô chơi nà, tùy theo cái chỗ nó nằm chỗ nào. Thì nên mình biết cái nghĩa nó mình dịch là gì được, chứ không phải mình nghe tiếng Việt hỏi lại càng bồ tịch luôn. Thành thôi phải cẩn thận học cho kỹ. Nam mô Phật Thầy, dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Hình như con hiểu ý của Ngài rồi. Dạ, dạ cô Nhật Quỳnh ơi, con hết câu hỏi rồi, con kính trao mic lại cho cô. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con đảnh lễ sư Liễu Tông, con chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có nghe qua một cái câu á, là phân nửa của sự thật á, thì không phải là sự thật. Nhưng mà thì con nghe cái câu này á, thì con nghĩ con có một cái ví dụ là gì. Ví dụ như á, một cái người đó hỏi con là ở trong cái thành phần nước gừng này nè là có cái gì, thì con nói với họ, thì con nói là cái này thì có gừng nè, có nước nè, với có CO2, nhưng mà còn những cái thành phần khác con không biết, thì cái đó nó chỉ là một phần của cái sự thật thôi. Thì như vậy thì còn, mà ví dụ như con biết, tụi con biết nó còn những cái khác nhưng mà con không muốn nói nữa, thì con nói những cái thành phần chính như vậy thôi, thì con giữ lại những cái khác vậy, con không có nói hết ra, thì cái đó có gọi là nói dối thôi không thưa ngài? Cái đó có phạm giới nói dối không thưa ngài? Dạ con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị, cách nói và cách nói tào lao, hỏi bây giờ câu hỏi cũng không biết đường đâu mà trả lời. Mình nói cái gì ra nó phải có cái điều kiện của nó chứ không phải muốn nói sao nói. Còn nếu mà nói về học ở trong Phật pháp thì nói cái chữ đó nó phải có cái chi pháp của nó. Chứ còn bây giờ mình nói vậy thì không ai hiểu được, ai muốn nói sao nó muốn cãi sao cãi. Cái cách nói đó làm cho tối ngày cái xã hội này nó tùm lum cái gì chứ chuyện cãi cọ nhau đó. Thành ra mình đi học Phật pháp mình nói cho nó chính xác. Đừng có bây giờ nói kiểu đó cả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, dạ con xin tri ân ngài. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Dạ, xa thú đánh thai. Còn thành kính đánh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã giảng giải câu hỏi của chức tá mùa sư. Dạ, Hà không nghe hả? Alo, Hà không nghe hả? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị ạ. À. Dạ, mời câu chích chát ạ. Dạ, Quỳnh tu học Phật pháp có trước mấy không? Nhật Quỳnh hỏi một câu rồi kính mời Quỳnh nha. Quỳnh tu học Phật pháp. Dạ cảm ơn Hà. Hà có muốn hỏi nữa không? Alo, Hà có muốn hỏi không thì Nhật Quỳnh nhường mic. Chưa phải không? Rồi chưa, ra đi. Dạ, Quỳnh tu học Phật pháp có trước máy không? Nhật Quỳnh hỏi câu xong rồi. Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nha, nếu chưa có câu hỏi của vị nào. Quỳnh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Quỳnh tu học Phật pháp. Ưu tiên hả? Dạ, ưu tiên, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy mà ế rồi dạ, Quỳnh đây. Nên Nhật Quỳnh hỏi một câu rồi. Nhật Quỳnh, nếu mà chưa có vị nào thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi cái điều này nó hơi tế nhị một chút. Tại vì con có nhiều việc mà xảy ra trước mắt cái con nên con hỏi câu này. Con thí dụ con nghe mấy vị nói là thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại thế, một vị cư sĩ mà đã đắc đạo quả thánh nhân, thí dụ như đắc quả Tu Đà Quần, Hà A Đà Hàm gì đó, nhưng mà vẫn phải đảnh lễ những vị tỳ khưu phạm bạch ngài, có phải như vậy hay không? Hay là cư sĩ mà đắc đạo quả rồi
thì không phải đảnh lễ quý sư. Dạ, xin ngài chỉ giảng giải cho con được hiểu cái vấn đề về về luật, mà cũng con thấy ở ngoài đời trước mắt con hiện tại và cũng có những cái việc nó xảy ra, mặc dù một vị cư sĩ nhưng mà vẫn không hiểu sao đó, mà con thấy giống như là coi thường những vị sư như vậy. Là nếu con là một người cư sĩ như vậy, con có phạm gì hay không mạch ngài? Và con kính nhân mít đến ngài Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị, cư sĩ gặp chư tăng mà phải đảnh lễ, bất cứ gì đó là thánh hay là phạm, bởi vì gì đó là thánh, gì của mình gì đó biết thôi, nhưng mà cái giới của vị đó thì vẫn là không có bằng giới của ông sư được. Ví dụ như bà Visakha hay là ông Cấp Cô Đồng, giới họ nhiều nhất là năm giới, ngoài trừ ngày giới họ vô sinh thành tám giới, trong khi ông sư là mấy trăm giới. Không với nhất, cái thứ hai nữa, không ai biết họ là bậc thánh cả, ngoài trừ họ mà thôi, bằng những vị cao hơn mà thôi. Thành ra khi vô chỗ có chư tăng là phải đảnh lễ chư tăng, đảnh lễ về giới hạnh. Còn ông sư đó, thì vô gặp nhau người nào lớn hạ thì người nhỏ hạ biết người đó lớn hạ phải đảnh lễ. Và thường thường chư tăng gặp nhau thì phải hỏi hạ trước. Chư tăng Thái với Thái Lan Miến Điện Việt Nam gì thường thường là gặp nhau mà không biết thì xin hỏi ngài bao nhiêu hạ. Thì họ nói thì dù họ cao hạ mình là mình phải đảnh lễ. Hỏi hết hỏi chứ mới biết được cái vị đó nhiều hạ ít hạ, mình ít hạ hay nhiều hạ hơn cái vị đó. Thành ra dù là bậc thánh, nếu là người đời vô vẫn phải đảnh lễ chư tăng như thường. Người ta dựa vào cái giới nhiều hơn là dựa vào cái pháp mà người đó đắc. Ngay cái ông sư đã, cái gì mà nhỏ hạ hơn phải đảnh lễ gì cao hạ, điều đó chứng tỏ rằng nếu ông cao hạ là phạm nhân mà ông sư nhỏ hạ là thánh nhân thì cũng phải đảnh lễ gì cao hạ là phạm nhân. Chứ không thể nó lại gặp nhau nói tôi thánh rồi tôi không có đảnh lễ ngài được. Nói chuyện đó là trong kinh không thấy chỗ nào trong kinh điển nói hết. Thành ra cư sĩ dầu là thánh cũng phải đảnh lễ chư tăng dầu là phạm. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ sa thủ đành thai. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật pháp. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh. Dạ, mình Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nam Mô Tâm Ma. Dạ, Nam Mô Sang Ca. Dạ, con kính đảnh lễ sư Liệu Tông, kính đảnh lễ sư Trí Đức, chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đạo hữu ở trong room á. Nhân cái câu hỏi của chị Nhật Quỳnh lúc nãy về cái vấn đề là tượng của Bồ Tát Quan Âm này kia, thì như mình biết á, là các cái vị mà Bồ Tát mà chánh đẳng giác á, tức là hướng tới cái quả vị chánh đẳng giác thì là thực hành là 10 cái ba la mật. Thì cái chuyện mà người ta dùng cái tượng Quan Âm là để tượng trưng cho cái hạnh là từ bi. Ở trong 10 ba la mật có cái hạnh là tâm từ. Như vậy thì người ta dùng cái tượng Quan Âm đó, nó là một cái sự biểu trưng cho cái hạnh của một cái vị Bồ Tát. Thì con nghĩ rằng nếu như mà mình nhìn cái tượng Quan Âm mà mình nghĩ tới cái ân đức của trong cái ba la mật đó thì đâu có gì là để mà phải bực mình đâu, thưa sư. Mà nếu như mình gặp những cái tượng, ví dụ như mình gặp cái tượng là Bồ Tát Văn Thù chẳng hạn, thì là cái hạnh là trí tuệ ở trong 10 cái mặt.
Thì con nghĩ rằng như vậy thì nó cũng rất là dễ hòa đồng với nhau. Thì cũng giống như là nước Mỹ có cái tượng nữ thần tự do, tượng trưng cho một cái hạnh gì đó, ví dụ như vậy, một cái giá trị, một cái phẩm chất mà rất là đáng để cho mình tôn vinh. Thì con nghĩ như vậy thì không biết rằng là cái chuyện đó nó có phạm gì trong cái vấn đề về chồng của mùi Phật tử và Phật giáo Nguyên Thủy hay không, thưa sư. Dạ. Thì con kính gửi mít cho sư. Ý con muốn nói rằng là mình có thể suy nghĩ như vậy để mình tránh đi cái thái độ cực đoan, nó làm cho cái sự gọi là không có còn hòa hợp giữa hai cái tông phái là Nam Bắc hay không, thưa sư. Dạ, con kính gửi mít để cho sư có cái ý kiến về cái vấn đề này nó như thế nào. Nam mô Phật Thà, giả kinh bạch thầy tổ, giả kinh thưa cho quý vị. Quý vị nên nhớ một cái điều đó. Cái vị đó đó nghĩa là hành ba la mật tới đâu, ví dụ Quan Âm Địa Tạng gì đó, chúng tôi không ai hành tới đâu, nghĩa là muốn thành Đức Phật đó, tối thiểu phải nguyện trong tâm bao nhiêu a tăng kỳ, nói ra lời bao nhiêu a tăng kỳ rồi được thọ ký. Khi mà được thọ ký rồi đó, người ta mới gọi được gọi là Bồ Tát chính thức. Chứ còn bây giờ mình nguyện công tâm hoặc mình nói ra lời đi nữa thì cái đó là vẫn là bất định như thường. Thì mình muốn người ta đánh lễ mình, tôi muốn người ta kính trọng mình là kính trọng sao? Người ta muốn kính trọng là cái chuyện của người ta không muốn kính trọng mình là cái quyền của người ta. Bởi vì học theo đúng theo nguyên tắc là làm sao tôi biết bà hay ông là Bồ Tát. Đó. Thấy không? Thật sự ra bên Bắc Tông đó, có những cái mà không phải nói ra để kỳ thị gì đó, là có cái giới Bồ Tát đó. Bây giờ dễ hiểu lắm. Quynh tu học Phật Pháp, tới chỗ nào mà họ có cho nguyện Bồ Tát giữ giới Bồ Tát dùm sùm đó, đi vô đó coi ổng có cái gì, có xe, có nhà xin nhà, hỏi xin là bị xin đốt trời. Họ có cho không? Nếu mà họ không cho, họ xưng Bồ Tát và xưng cái gì? Thành ra cái chuyện này là cái sản phẩm của mấy ông chệt. Mình tu Phật Pháp không nên tu với nạn tạng nô lệ mấy ông chệt. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Phật Thà giá. Dạ xin phép Quynh tu học Phật Pháp nha. Dạ Hà, xin đạo tràng chắc lên cho Hà biết được là cái máy của Hà là hiệu quy đăng rồi, cứ không nghe hoài. Dạ cảm ơn thiền hữu. Dạ Nam Mô Bích Hà. Dạ con nghe ngài trả lời câu hỏi của Quynh tu học Phật Pháp rất là hữu lý. Ngài Quynh tu học Phật Pháp đặt ra những đề rất là tốt, nhưng mà con có một cái thắc mắc á bạch ngài. Tại vì con nghe lúc con đi qua con học của quý sư dạy, thì khi mà mình đã thọ trì tâm quy thì mình không có đi đến cái một cái chỗ nào mình lại một cái tượng gì đó. Tại hồi trước kia đó, con đi bên Bắc Tông thì ôi thôi không có chỗ nào mà không lại, cứ thấy người ta lại thì mình lại. Mình không biết cái chỗ đó là cái gì, không biết là tượng gì, không biết là Bồ Tát, không biết mà thánh nhân là gì hết, cũng lại. Thậm chí con nhớ một lần con đi với sư trưởng đi ra mà thắp chàm, thì ngài dặn con nhớ hoài tới bây giờ. Ngài nói làm ơn nha, làm ơn mấy vị Phật tử đi vô đó đừng có lại giùm cái nha. Vô cứ thấy người ta lại thì chổng khu mà lại đi nha, lại những cái vật mà không có đáng lại mà mình lại nghe chưa, là đừng có nói sao là tôi là Phật tử nghe chưa. Thành ra con mới thắc mắc cái vấn đề thí dụ như mình, như hồi nãy ngài giải thích cho con thì con rất là hoan hỷ. Thì con thấy ở chùa Việt Nam mà ở bên đây thì nó có những cái nó lạ lạ vậy, thì con hỏi thì ngài trả lời con rất là hoan hỷ, con hiểu được vấn đề. Nhưng bây giờ con thấy Quynh tu học Phật Pháp đặt một vấn đề thì con thấy cũng hay. Nên cái câu hỏi của con là bạch ngài, nếu con là một người Phật tử
đã quy y Tam Bảo, tức là Đức Thế Tôn, Gotama, thì con có nên đi đợi gặp những cái tượng như lúc xưa con đã từng lại, mà con lại hoặc là con quỳ xuống con đảnh lễ những cái vị đó? Thí dụ bây giờ nói thẳng ra đi, thí dụ bây giờ con đã là người Phật tử Nam truyền, mà con gặp mấy cái vị thầy Bắc Tông, thì con quỳ con lại như vậy con có đức tâm quy không bạch ngài? Con kính nhân bạch đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, khi mình quy Tam Bảo rồi đó, mình lại cái gì mà mình nghĩ rằng cái đó nó có power và nó có thể làm, nghĩa là hơn cái mình đã đọa, thì cái đó đức tam quy. Ví dụ tam quy là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi mình thấy cái vị này chắc là cũng cỡ Đức Phật à, là coi chừng. Bởi vì mình ở trong cái giáo pháp này, mình quy với người nào thì mình chỉ đảnh lễ những người đó. Gặp những người khác hay là tự nhiên quý vị có thể xá cũng được, không sao. Nhưng mà nếu quý vị lại với tư cách kính trọng cái vị đó, ngang hàng với Đức Phật, là coi chừng đức tâm quy như thường, chứ nó không phải là chuyện giỡn. Cẩn thận. Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú thành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời huynh tu học Phật Pháp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, cái vấn đề hồi nãy đó, thưa sư, về cái vấn đề vị Bồ Tát á, thì những cái hình tượng Bồ Tát đó, mình không có đặt cái vấn đề là những cái vị đó là có thiệt hay là không, mà đó chỉ là một cái hình tượng mà biểu trưng cho một cái hạnh. Chứ còn ở đây con không có đề cập tới cái vấn đề là Bồ Tát Quan Âm là có thiệt không. Theo con thì con nghĩ là không có thiệt á, nhưng mà đó là một cái sự biểu trưng cho một cái hạnh ở trong 10 cái hạnh ba la mật. Hình chi là cái vấn đề mà con thấy rằng là nếu như mà ngay cả mình đảnh lễ tượng Đức Thế Tôn thì con cũng luôn luôn là con đảnh lễ cái ân đức, chứ không phải là chỉ là cái tượng không, mà cái ân đức quan trọng là cái ân đức. Thì tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta nhìn cái tượng Quan Âm mà mình nhớ tới là cái hạnh là từ ba la mật ở trong 10 cái hạnh, thì con nghĩ nó cũng tốt thôi, chứ đâu có gì phải không sư? Cũng tốt thôi. Còn hơn rằng là mình nhìn cái tượng Quan Âm mà mình nổi sân lên, mình phân biệt Nam Bắc, thì như vậy rõ ràng là cái tâm đó là cái tâm bất thiện, thì con nghĩ là nó hại hơn là mình nhìn vào trong cái ân đức. Nhưng mà con có cái vấn đề như hồi nãy thầy sư nói về cái vấn đề là thọ giới Bồ Tát ở bên Bắc Tông đó, thì đúng rồi, nếu mà họ thọ giới như vậy đó thôi, thì mà mình tới mình xin như vậy thì chắc chắn không được. Nhưng mà con biết, như con biết, con có quen luôn là rất nhiều vị, cũng có một vài vị sư Nam Tông cũng là thọ giới Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tức nghĩa là phát cái nguyện đi đến là cái đích cuối cùng là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, phát nguyện ra lời luôn á, là viết sách ghi lời luôn là với cái hạnh này là xin phát cái nguyện đó được thành tựu. Nhưng mà con thấy cũng đâu có gì đâu, nhưng mà tại sao lại bên Bắc Tông người ta phát cái nguyện đó thì mình có vẻ như mình hơi kỳ thị là sao sư? Con thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, chỗ này nó sai sai sao, thì không biết cái vấn đề này như thế nào. Con thấy là thậm chí rằng là có một cái vị Phật tử sư bên Nam Tông rất là giỏi, sách rất là giỏi, và họ cũng phát cái nguyện đó, thì con thấy rất là hoan hỷ, đâu có chuyện gì mà phải để mà. Thì không biết rằng là nó có bị như thế nào mà cứ mỗi lần mà mình cứ thấy một cái người mà phát cái nguyện là chánh đẳng giác á, thì hình như mình có cái hiểu nó như thế nào đó, thì con cũng chưa có cảm nhận được cái tâm lý đó. Nhưng xin sư chỉ dạy thêm về cái nguyên nhân tại sao là khi thấy một cái người mà phát nguyện về chánh đẳng giác á, thì mình có vẻ như là nó không có được quan hỷ hay như thế nào. Như vậy thì nó sai ở cái chỗ nào thưa sư? Dạ, con chính gửi mít cho sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng ta nói rồi, mình muốn có cái tập hành Bồ Tát là phải
để trong tâm trước đã, không có được nói ra. Sau thời gian mà xong xuôi rồi đó thì mình mới nói ra, tức là nói ra lời và tu nguyện như vậy. Thì cái người, những cái người mà nói ra nguyện ra lời trước mặt người khác, hỏi đã nguyện trong tâm bao nhiêu lâu chưa, là nhớ chuyện đó. Bởi vì nếu mình, tại sao phải nguyện trong tâm? Nguyện trong tâm cho tới khi nào mình vững vàng mình mới nói ra lời được. Bởi vì khi mà nói ra lời rồi đó thì có người ta tới ta thử là chết liền. Bởi vì nguyện Bồ Tát đó lợi nhất là phải thực hành 10 cái ba la mật. Mà giờ nổi cái chuyện mà bố thí mình có cái gì người ta tới xin mình có dám cho không? Đó. Rồi vì mình trì giới, cái giới của mình đó, giới của ông sư, mà ông sư nói là tôi nguyện đó, 200 mấy chục giới có trong sạch chưa? Thì mình cứ tính vậy anh biết gì, bởi vì khi mà nói ra lời như vậy đó là coi chừng. Cũng giống như coi chừng lời, cái này thì không phải pháp cao nhân, nhưng mà coi chừng giống như phe pháp cao nhân. Mình muốn cho người ta để, mình muốn được cái gì bên cạnh đó, nó không có đúng chứ sao. Anh phải nguyện trong tâm cái đã, cho tới khi nào mà thuần thục rồi đó mới nói ra lời đó. Mà thường thường trong cái thời buổi còn giáo pháp Đức Phật đó, thường đó là nghĩa là thứ thiệt là không bao giờ họ nói ra. Họ nguyện trong tâm rồi họ thực hành những cái mà người ta biết là cái pháp đó là pháp của Bồ Tát, được kể trong những chuyện tiền thân đâu này kia trong sùng, để ta kính trọng thôi chứ không bao giờ nói ra. Bởi vì nói ra là coi chừng sai, nghĩa là có rất nhiều cái sai. Bởi vì ta tới ta thử liền, chứ đừng nói là ta tới ta thử liền. Mà thử rồi mình có dám không? Có dám bỏ những cái đó để mình cho người ta không? Đó, thành ra cái đó nó trật là trật chứ đó. Người ta thấy mình, bây giờ mình nguyện, mình nhìn là biết rồi. Người, những cái người mà ta đi chùa thường học hỏi đàng hoàng, ta để ý coi ông nguyện đó như thế nào. Ví dụ thấy cái giới như vẫn còn chưa có đủ đúng mức là biết là thứ dỏm rồi đó. Đâu phải dễ đâu. Đó, thành ra tốt nhất nên tập theo trong những kinh điển dạy đi. Nguyện trong tâm cho khi nào vững vàng đủ cả 10 rồi đó mới nói ra lời. Còn mà nếu chưa vững vàng cũng không nên nói. Nha. Bởi vì nó tới nó thử liền. Ta nói mà ma dương nó tới nó thử liền chứ. Chứ đừng nói gì. Tới nó thử liền. Đó. Chứ nó không quay dễ giống như mình nghĩ. Mình nói ra là để cho quay. Nó tới nó thử thì mất cả chì lẫn chài. Đó là lý do tại sao mình không có nên nói là vậy. Tại vì chưa chắc mình đã đủ. Đó. Đủ. Mà khi mà nó phải nói chứ, ông sư nọ, cái giới của ông sư không giữ đã muốn bá thở mà chưa có được trong sạch thứ nhất, là bây giờ nếu mà không ở những cái xứ mà Phật giáo, cái xứ nên ở đó là xứ Phật giáo, chưa chắc gì giới ông sư đã trong sạch rồi mình ở đó mình thêm cái Bồ Tát hạnh nữa. Quý vị cứ nghĩ vậy đi, coi họ họ làm thiệt hay làm giả. Nó phải những cái chuyện đó là không nên giỡn chơi, không nên khoe khoang gì đó. Bởi vì những hạnh đó rất đáng quý, nhưng mà mình đủ tư cách làm hay không? Mình đủ tư cách làm tự mình biết. Mình đủ tư cách làm chư thiên ta biết, mình không cần những người xung quanh mình biết. Mà mình hành nó trong sạch thì cái phước báo nó phát sinh, nhiều người sẽ thấy chứ không phải không. Còn mình chưa trong sạch, chưa có đủ tư cách thì khoan. Cái đó là làm cái đó không có gì hoài hết á, mà nó còn làm hại cái tương lai của mình. Nó mô với thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Đâu có cần phải là mình phát cái nguyện là Bồ Tát chánh đẳng giác, mà mình phát nguyện là thanh văn thôi. Ví dụ như là đạt tới cái A-la-hán để mà chấm dứt sanh tử thôi, thì vẫn phải là thực hành 10 cái hạnh ba la mật.
Thì cái việc mà chúng ta phát cái nguyện mà thanh văn thôi, chúng ta cũng phải là thực hành 10 cái hạnh ba la mật, mà trong 10 cái hạnh ba la mật đó cũng có bố thí. Như vậy thì đâu phải là cứ mỗi lần mà mình phát cái nguyện thành thanh văn thì bây giờ thì như thế nào sư sư? À, cũng có bố thí, cũng có giữ giới, mà đâu có nhất thiết rằng là cứ phải là phát cái nguyện lên thì tất cả những cái hạnh đó là đều có thể mà thực hiện một cách gọi là hoàn hảo được đâu. Cho nên là con không hiểu ở chỗ này. Nếu như nói theo cái kiểu mà như là sư vừa mới giảng á, thì chúng ta không nên nói ra nếu như mình cảm thấy mình chưa có vững chắc. Mình chỉ phát cái nguyện trong tâm thôi. Như vậy thì cái việc mà mình phát cái nguyện mà tới cái là thanh văn thôi đó nè, thì nên mình nên là phát trong tâm hay là mình cũng nên nói ra hay sao thưa sư? Dạ, còn kính gửi mít cho sư dạy kỹ về cái chỗ này ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư vị. Mình sau mình có nguyện đồng tâm nó đầy đủ năng lực rồi đó, thì nên nói ra để làm gì? Để khi mà người ta tới thử mình có dám đương đầu với cái đó hay không đó. Nhưng có một số quý vị đó, hồi xưa chúng tôi học chúng tôi có hỏi đó, họ nói thường thường họ cũng không nói ra đâu, nhưng mình nhìn mình có thể đoán được họ tới đâu đó. Nhiều có nhiều người người ta dám hy sinh cả nhà cửa, hy sinh cả bao nhiêu chuyện mà không thấy người ta nói gì đó. Người ta chỉ hy sinh để người ta giúp đỡ xã hội mà thôi. Đó. Thì theo cái vị mà nói với chúng tôi, có gì đó có thể là sau khi nguyện trong tâm thành thục rồi, bây giờ họ làm thẳng để cho người ta thấy, nhưng mà thầy nói ra lời thì họ chứng minh rằng cái việc làm họ như vậy. Mà mấy cái đó đa số chỉ thấy rải rác khắp các nơi chứ không cần gọi xứ Phật giáo. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình nói không phải nói chứ, thì không có mình đi ra mình nói cho hoài chứ, đúng không? Đâu cần nói. Mà mình chứng minh cái hạnh của mình đi. Tức là mình có những cái, ví dụ như bây giờ mình cái xài, có tài sản gì xài đủ xài rồi, mình đem ra mình giúp đỡ những cái người mà, nghĩa là cái thế gian này nó nghèo nhiều lắm, đem ra giúp đỡ này kia không sao, để mình chịu đựng cỡ nào. Bởi vì khi nào mình còn để trong lòng thì mình làm có làm như vậy đó, người ta cũng không dám xin. Phải nói thật sự, người ta dám thử mình. Nhưng mà khi mình nói ra lời, người ta thử liền. Đó. Thì cái vấn đề đó là cái nói là để ở trong một vài cái mục tiêu nào đó người ta muốn làm, người ta thử thử coi cái khả năng của người ta có thể tiếp tục được hay không. Chứ không phải là để show. Còn bây giờ mình tự nhiên cái mình nói cho quay mà show. Quý vị thấy những cái vị mà thứ thiệt đó có học. Quý vị lật ra trong cái 80 đại đệ tử Đức Phật mà có bao nhiêu vị mà nguyện để thành thinh văn đồ này kia, đâu có ông nào nguyện đâu. Nhưng họ vẫn phải làm cái đó. Nhưng họ không có nguyện. Nghĩa là không có nguyện là không có nói cho người ta biết, chứ vẫn nguyện trong tâm chứ. Như thí dụ giờ mình nguyện trong tâm nhất định đó. Thành ra cái chuyện mà nói ra đó thật sự rất hiếm. Trong đời tôi gặp một hai người thôi, rồi đa số là người ta chỉ dồn dồn con đó với cái con mắt rất là kỳ, chứ người ta không có nể nang. Ta chỉ cần hành động của mình cỡ nào mà thôi. Thành ra đó là lý do là tại sao là mình nghĩa là khi nào có điều kiện thì nên nói thì nói, còn không có thì cứ làm đi. Nguyện trong tâm cho nó vững vàng rồi đó. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ, như vậy thì con gác cái vấn đề đó sang một bên. Con xin nêu lại cái vấn đề về cái trí mà tư đó thưa sư. Thì con cũng được nghe sư giảng nhiều lần. Sư nói rằng là cái trí sư giảng nhiều lần, hình như là trong bộ là Abhidhamma Sam, cái bộ mà vô ngại giải đạo, thì cái trí tư là chỉ có là Đức Phật chánh đẳng giác thì mới có thôi, chứ còn phàm nhân thì chỉ có cái trí văn thôi. Dạ. Mà con coi trong cái cuốn, con coi trong cái cuốn cuốn này cũng là trong Tam Tạng đó, tôi là Peta Kopa Desa Pali, thì có cái câu này nè, tôi sư là Ya Akkatan Yoniso Manasikare na
Upachati Panya, tức là cái tuệ mà sanh lên từ cái sự gọi là như lý tác ý, tức nghĩa là tác ý đúng, à, cái tuệ đó là sự. Thì á dâm vút chát tí chinh ta má di pan nha, pan nha tí, thì cái tuệ đó được gọi đó là gì, là cái tuệ do suy nghiệm mà có, tức nghĩa là cái tư tuệ. Như vậy đây là một cái định nghĩa về cái trí tư, mà cái trí tư này là do, là do có cái như lý tác ý, tức là cái yoniso manasikara. À thì con đọc trong cái cuốn, cái cuốn này nè, tôi sẽ con đọc trong cái cuốn Peta Kua, con bật gõ lên lại cái chữ này, và con đọc trong cái cuốn là Peta Kopa Desa Pali, thì có định nghĩa về cái trí tư là như vậy. Thì con xin ý kiến của sư về cái vấn đề này, tại vì sư có từng nói rằng là cái trí tư vẫn là dựa trên cái lời dạy, nói chung là cái dữ liệu mà của một cái người khác để mà mình tư duy ra, cho nên rằng là cái đó vẫn bị gọi là trí văn. Nhưng mà ở đây thì lại định nghĩa trí tư là do cái sự là như lý tác ý, mà như lý tác ý thì cái người bình thường cũng có được. À, như vậy thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Và còn kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị muốn biết thì quý vị lật trong cái công thi thứ hai của Phi Thâm, tức là quý phần khá, là cái mục nhà ná quý phần khá, thì nó có nói tới ba cái tệ này. Thì ba cái tệ này đó, văn tư tu đó, thì giải thích rất rõ ràng, chỉ có Bồ Tát tự giác mới có tệ tư và tệ tu, chứ không có tệ văn. Ngoài hai cái vị đó ra đó, thì có cả ba, ý có cả hai mà không có tệ tư, tức là thinh nhân giác đó, thì chỉ có cái tệ văn và tệ tu, chứ không có tệ tư. Cái đó là trong cái bộ thứ hai quy phân khá, và trong cái mục là nha ná quy phân khá, nói rất rõ ràng vậy đó. Tại vì lý do đó là bây giờ đó, cái tệ tư đây đó, dầu rằng nó vô từ vô ni sổ mà ná sĩ ca đó, nhưng mà cái vô ni sổ mà ná sĩ ca đó mà không từng nghe cái gì của ai đó, mà mình nhìn mình thấy rồi mình tự vô ni sổ mà ná sĩ ca đó, để cho cái chuyện ta mới giá bệnh da nó phát sanh đó, chứ không phải là mình mà ná sĩ ca đó từ cái khác, cái có sẵn. Ví dụ như bây giờ nó mình biết mà ná sĩ, mình có mà ná sĩ ca đó không? Nó có chứ không có. Mình học thì mình phải manasikara chứ. Thì khi mình manasikara rồi, cái lộ đạo nó phát sanh, mình nói cái đó là cái gì? Chính ta. Bởi vì mình manasikara theo cái kết quả người khác. Bây giờ mình manasikara là kết quả của Đức Bổn Sư đó. Thì cái đó nó làm phát sanh cái gì? Mình gọi là chính ta không được, mà mình phải gọi là văn tuệ, chứ không thể là bởi vì mình manasikara từ cái đó mà. Còn cái câu này là manasikara không phải từ cái đó. Ví dụ mình ở sau thời gian hết cái giáo pháp này đi, thì những cái gì mà manasikara để đắc thường thường là mình độc giác là vậy đó. Bởi vì không có dựa vào cái sự hiểu biết của người khác. Còn chính cá nhân mình là dựa vào sự hiểu biết của người khác chứ. Chứ mà nói của Sikara của mình là dựa vào sự hiểu biết của người khác, chứ không phải là tự mình thấy cái gì ở cái không gian này rồi mình mà nói Sikara. Hai cái khác nhau, hai cái mà nói Sikara nó khác nhau. Thành ra quý vị không tin thì cứ vô cái không phải quý phân khá một nhà ná quý phân khá sẽ thấy. Thấy rõ ràng, giải thích rất rõ ràng. Nam mô Phật Thầy giác. Nam mô Phật Thầy giác. Dạ, còn kính tri ân sư ạ. Dạ, nhưng mà thưa sư, ngay cả nếu mà mình nói rằng là manasikara là mình cũng dựa trên cái lời dạy của một cái người khác, thì như vậy thì nó cũng là trí văn chứ không phải là
chứ không phải là trí tư. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình tu á, thưa sư, khi mà mình tu, rõ ràng mình cũng dựa trên lời dạy của người khác. Như vậy thì cái trí mà nó có được do tu, nếu mà theo cái nghĩa đó, đó thì nó vẫn là dựa trên cái giáo nghĩa từ người khác dạy. Như vậy nó cũng thuộc trí văn hay sao? Hình như chỗ này hình như con hơi bị nhập nhằn ở cái chỗ này đó. Nếu như mà mình dựa vào cái đó, đó. Chứ còn cái vấn đề mà sư nói ở trong kia dạy thì là con rất là tin rồi. Nhưng mà bây giờ mình tu đi, vẫn phải dựa vào cái giáo nghĩa từ người khác dạy. Như vậy không lẽ cái trí tu của mình nó cũng được quy vô à, như vậy là cũng là do dựa trên, là nghe trên, hay là nghe giảng, hay là đọc, ví dụ như vậy. Như vậy nó cũng là trí văn hay sao? Dạ, con cởi mic cho thì Quan Hỷ Từ Bi chỉ dạy thêm chỗ này một chút nữa. Nam mô Bổn Tài Giả Kinh Bạch Chư Tổ Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình dựa vào cái sự hiểu biết của người khác thì nó là trí văn rồi. Dù rằng mình dựa vào, ví dụ như mình có ông thầy đó, thường mình hiểu có ông thầy trực tiếp đó, thì mình dựa vào ông thầy gì, mình học từ ông thầy. Đức Phật bây giờ đã niết bàn rồi thì mình học để mình đắc đạo quả, lúc này là mình học cái lời dạy ngài để lại, chứ cái đó là cái của ngài, chứ làm sao mà nói của mình được. Đó, bây giờ mình cứ nghĩ đi, bây giờ mình biết vô thường khổ não vô ngã là do cái của Đức Phật để lại. Quý vị sau 5.000 năm đó thì quý vị mới nói sẽ cà đá giống như lời Đức Phật dạy, nhưng mà hồi lúc đó là cái giáo pháp này nó biến mất rồi, thì lúc đó cái đó mới gọi là trí tư. Còn mình bây giờ vẫn là trí văn như thường, chứ làm sao mà trí tư được. Trí tư chị thật, trong cái công ty quý văn, trí tư phát sanh cái hai hạng Bồ Tát tự giác mà thôi, nói rất rõ ràng. Tại vì cái thời đó đó, Đức Bổn Sư của mình nó vào học với mấy cái vị, rất nhiều vị vậy đó, nhưng ngày khi mà ngài phát giác ra cái thiền minh sát này đó, ngài không có dựa vào những cái đó, ngài đâu có dựa vào cái lời dạy của mấy cái đó, thấy không? Rồi bậc độc giác ngài sống giữa rừng mình như thế, ngài có học với ai đâu. Nếu mà ngài học người từ người nào đó ngài đắc thì ngài phải nói pháp để cho mình nghe, để cho người gặp ngài bậc độc giác ngài đâu có nói mà cho nghe được đâu, thấy không? Đó là ngài, cái đó là ngài vô ni sổ mà ná xì ca rá, từ cái thiên nhiên mà ra. Còn mình vô ni sổ mà ná xì ca rá từ cái sự hiểu biết của người khác, nó khác nhau rất rõ ràng, chứ làm sao nó không khác. Mà mình dựa vào sự hiểu biết của người khác để mình vô ni sổ mà ná xì ca rá thì vẫn gọi là tệ văn, chứ sao tệ tư được. Bởi nó đã có sẵn, dầu rằng nó có mập mờ đi nữa, nó cũng là của người khác, rõ ràng của người khác, chứ làm sao của mình được. Mà của người khác đó, đúng nguyên tắc, mình dựa vào cái điều của người ta để mình mà ná xì ca đá, để mình thấy cái gì đó, thì mình vẫn phải gọi người đó là thầy, chứ làm sao không gọi là thầy được. Mà nếu mà có thầy thì làm sao chính ta được, phải không? Chứ không lẽ mình chôn của người ta, mình nói thôi tôi không có thầy, tôi chôn của người ta, đâu được. Mình lấy cái sở học của người ta, cái kết quả, cái kết quả của cái sự nghiên cứu của người ta đó. Rồi cái mình làm, mình nói của mình đâu được. Mà cái đó rất nhiều thời này người ta vẫn công nhận là của người đó, người ta không nghe người kia. Ví dụ như bây giờ đó, người đã chế một cái món gì ra, người khác nhái cái đó, chế một cái món, nghĩa là có nhiệm vụ giống giống vậy, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái gì đó thôi, thì người ta đăng ký bản quyền, người ta nói là của người ta. Cái đó trong giáo pháp Đức Phật không phải. Anh vẫn là lấy cái idea của người ta. Anh vô ni sổ mà nói sẽ ra từ cái idea của người ta, chứ không thể nói của mình được. Của mình là khi nào cái đó hoàn toàn chưa có từ xưa tới giờ. Thì mà nói sẽ ra vô ni sổ mà nói sẽ ra để lòi ra cái gì đó, thì cái đó mới là của mình. Đó, thì cái đó gọi là chuyên ta. Còn nếu mà mình vô đi sổ cái có sẵn, dầu rằng cái có sẵn nó chưa hoàn hảo đi nữa, mà mình vô đi sổ từ cái đó, thì cái đó vẫn là tự văn như thường, chứ không phải là chuyên ta được. Nó mô với thai giá.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ, như vậy là con đã xong gác qua cái vấn đề vừa rồi, và cái trí văn, trí tư và cái trí tu. À, con xin hỏi sư vấn đề là nêu lên cái câu pháp cú 170 là hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như là cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không có bắt gặp. Thì trong đây nó có hai chữ, con xin sư là giảng cái nghĩa của nó là như thế nào. Thứ nhất đó là cái chữ huyễn là Marichika, với lại cái chữ đời ở đây là Loka. Thì cái chữ huyễn ở đây đó, thưa sư, là mình nên hiểu như thế nào? Hiểu theo cái nghĩa là nó phù du tạm bợ hay nó là không có thật, chữ huyễn này nè. Tại vì nó có hai cái nghĩa, hoặc là nó như bọt nước thì có vẻ như là nó phù du, mà có rồi mất liền. Nhưng mà chữ huyễn mà theo cái từ điển, chữ là Marichika này có nghĩa nó là ảo ảnh. Ảo ảnh tôi nghĩa là mình thấy như vậy thôi, chứ thật sự thật nó không phải như vậy. Còn cái chữ đời mà lô cá ở đây đó, thưa sư, có phải rằng là chỉ năm uẩn hay là tất cả các pháp, vừa là pháp thực tính mà vừa là pháp chế định luôn hay sao, thưa sư? Nhà con chính xin sư từ bi hoan hỷ giải nghĩa hai cái chữ, đó là cái chữ huyễn với lại cái chữ là lô cá ở trong cái câu pháp cú 170 này. Con xin gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự chữ huyễn chỗ này đó, có như không có, tức là không có. Nếu mình nói một cách ấy là cái thì thí dụ coi như cái gì, ví dụ như ngày trời nắng mà mình đi ra cái đường mà đường xe hơi chạy, mình nhìn về phía xa đó, mình thấy giống như là bọt nước nó dâng lên, nó thấy không, có như không có. Còn chữ đời đây, chữ lô cả đây, chúng tôi nó có lần nói rồi đó, nó có bốn nghĩa. Mà chữ nghĩa lô căng ở đây đó, có nghĩa là quẩn. Quẩn tức là ngũ quẩn, mình nói ngũ quẩn, quẩn là tập hợp cái gì đó, chứ nó không có ấy. Thành ra cái người mà nhìn mà thấy được cái này đó, nhìn đời cũng thấy giống như cái bọt nước như vậy đó, thì cái gì đó phải đắc đạo quả chứ sao. Mà đắc đạo quả thì thằng chết là nghĩa là không có tiền thấy nữa rồi. Thật sự ra đó, bởi vì chúng ta nói là mình nên học một số cái chuyện để mình thấy cái chế định nó có cái thực tính pháp thì mình nhìn nó dễ hơn. Còn mình không thấy thì thường thường á, người ta dịch, người ta muốn dùng những cái chữ cho nó hay, cho nó mát mẻ, nó dịu dàng rồi này kia em chồng được. Rồi thành ra mình cứ dính vào cái chế định pháp hoài, chứ mình không có thấy được cái chân đế pháp. Thành ra nói như dòng này, ví dụ mình nhìn cái bọt nước mà giống như cái hơi nước ở trên nó, mà nói hơi nước cũng đúng, cái gì mà nó bốc mình ra ngoài đường, đường xe xa mình nhìn, mình thấy nó có giống như hơi nước lên, chứ không phải mình chạy tới gần thấy. Thì nó mờ mờ ảo bảo vậy đó. Nó mờ bảo thì làm sao nó là cảnh có thật. Cái quyển đây là thấy như có thật nhưng mà không có, không có. Thấy như thật mà không phải thật. Đó. Còn cái chữ nè, quán như nhìn đời đó, thì chữ lô căn ở đây có nghĩa là quẩn. Sạch ta quá lô cả là chúng sanh ở cõi này. Thánh tha lô cả tức là chỉ về ngũ quẩn. Rồi a ca xa lô cả tức là chỉ về khoảng không. Rồi một chữ nữa là ô gì cả đó, tức là chỉ cho cái những cái chúng sanh mà nó ở trên cái không gian, cái khoảng không vậy. Nó có bốn chuyện, thì chuyện ở đây là chỉ lô cả đây là chỉ cho ngũ quẩn, quẩn được. Nhìn cái bọt nước giống như cái mình đang mang trong cái thân này đó, để mình, để thần chết tìm không gặp mình. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nhưng mà thưa sư à, là nếu mà cảnh huyễn mà mình nhìn như là cái ảo ảnh, tức nghĩa là mình tưởng là có nhưng mà sự thật nó không có, ví dụ như vậy. Giống như nãy sư có lấy cái ví dụ là mình đi trời nắng mà mình thấy một cái ráng nắng ở đằng xa, mà đi tới gần thì mình sẽ không còn thấy nữa đó, thì nó là cảnh huyễn. Nhưng mà rõ ràng là năm uẩn là thật mà, thưa sư.
năm uẩn nó là cảnh, nó là pháp thực tính, nó là thật. À, như vậy thì chỗ này mình sẽ hiểu như thế nào? Tại vì nếu mà cái lô cá ở chỗ này, cái lô căn chỗ này là năm uẩn, mà năm uẩn là pháp có thật, mà ở đây lại là quán cái pháp có thật đó mà như là một cái cảnh quyển, thì mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư giảng dạy chỗ này ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia kinh bà Chê Tàu Mẹ, gia kinh thừa chào quý vị. Quán như cảnh quyển, ngũ quẩn giống như cảnh quyển là ngũ, tại sao? Tại ngũ quẩn là cái thực tính có thật, nhưng mà nó có được nó nhờ nhân duyên của nó, chứ không phải tự nó có. Cái nhân duyên của nó còn thì nó còn, mà nhân duyên nó mất thì nó mất. Mà cái nhân duyên là cái gì mà nó sanh diệt liên tục như vậy đó? Thì mà nó có, nhưng mà nó có theo cái nhân duyên của nó, chứ không phải là nó có theo cái giống như là mình nhìn cái cảnh đời thường. Nhớ vậy đó. Hai cái nó khác nhau, hai cái thấy nó khác nhau. Tại sao mình không nhìn mình là người mà mình nhìn mình là ngũ quẩn? Hả? Pháp có thật, nhưng mà cái pháp có thật đó nó không thể tồn tại nếu mà mình cái ngũ quẩn này nó có thật thiệt. Mỗi cái chế có thật, nhưng mà nó có thật theo cái điều kiện của nó, tức là nó sanh diệt. Bây giờ mình nó đâu có ở chỗ đâu mà mình ấy cho nó, thấy không? Cái pháp có thật nhưng mà nó được mình biết tới là do nhân duyên của nó, chứ không phải là do tự nó là cái pháp, nghĩa là trường tồn vĩnh cửu chỗ nào đó, không phải đó. Thì ở đây nó nói vậy, thí dụ như mình đó, tại sao phải quán để thấy cái ngũ quẩn này là sao? Thấy danh sách là sao? Tại danh sách nó có cái nhân duyên đâu đó. Mà khi nó có nhân duyên là nó thành cái này cái nọ là do cái nhân duyên đó, chứ không phải là do nó. Không phải ngũ quẩn này là nó là người, không phải. Nó có nhân duyên của nó mới người ta mới dựa vào cái nhân duyên của nó để người ta đặt tên chứ. Mà khi mà người ta đặt tên rồi đó, thì cái tên đó nó không có thật. Dụ như mình nói người, người có thật không? Không phải ngũ quẩn không có thật, mà cái người có thật hay không? Thấy không? Người đâu có thật. Mà ngũ quẩn đó nó có năm chuyện này, nó ở chỗ hay là nó bị cái nhân duyên nó làm cho nó thay đổi liên tục hoài. Đó. Nó mình nhìn vậy để mình thấy là không có cái gì mình chấp cả. Nếu mình nhìn như vậy để mình thấy không có gì để mình chấp vô cả. Chứ nếu mà mình không thấy cái đó thì mình vẫn chấp nó có thật. Tại tôi phải có thật, chứ không có thật sao đâu. Tôi biết đau, tôi với này nọ, cái luôn luôn nói là có tôi có ta, đúng không? Phải không? Hỏi cái tôi cái ta nằm chỗ nào? Bởi vì theo điều kiện nó phát sanh, cũng theo điều kiện đó là nó biến mất. Thành ra mình thấy nó vậy chứ nó không phải là như vậy. Thành ra tao nói nhìn giống như cảnh quyển là vậy, thấy nó vậy chứ nó không phải là như vậy. Đó. Tức là nếu mình thấy được cái nhân duyên cái về sự sanh diệt của nó thì mình thấy nó vậy chứ không phải nó là vậy. Nhưng mà nếu giải thích thì rất là khó chứ không phải dễ, bởi vì cái ngôn từ của mình mình có khả năng để giải thích, nhưng mà đại khái chúng tôi nói theo vấn đề nghĩa dựa vào duy pháp là thấy là cái ngũ quẩn này đó. Nó có thật, nó là thực tính pháp, là nó có thật. Nhưng mà nó có thật theo cái kiểu nhân duyên của nó, chứ không phải nó có thật giống như là mình tưởng mình thấy. Ví dụ như huynh thấy một người, mình huynh gọi là người nhưng mà nó đâu phải là người. Người ta chế được tên đó vậy. Nhưng mà nó thay đổi theo điều kiện của nó. Thì nó mình mới gọi là quyển. Đó. Nếu mà nó không thay đổi á, cái ngũ quyển mà nó không thay đổi á, thì nó là chuyện khác. Còn này là nó thay đổi vì nhân duyên mà đi theo nó. Thì nó mới quyển. Là nhìn như có thật nhưng mà không có thật. Nó mô bích thai giá. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, nếu như người á
cũng là do nhân duyên hòa hợp tạo và đặt tên là một tên là con người, và như vậy là chỉ là giả danh không có thật. Thì bây giờ sắc uẩn với lại danh uẩn vẫn là do nhiều nhân duyên hòa hợp kết hợp lại rồi đặt cho nó một cái tên, một cái chế định, đó là sắc, hay là một cái chế định đó là danh. Thì như vậy thì cả hai là rất là tương đương với nhau, thì cả hai cũng đều là uẩn hết, có phải không thưa sư? Cả hai đều là pháp uẩn hết. Con người cũng do năm uẩn hòa hợp lại, do tứ đại hòa hợp lại, à, cộng thêm cái thức đại nữa, thì nó ra cái một cái tổng thể, rồi đặt tên cho cái tổng thể đó một cái giả danh, đó là con người. Thì bây giờ là tứ đại hòa hợp, hoặc là các cái tâm sở nó hòa hợp, nó tạo thành ra là sắc pháp với danh pháp, đặt tên cho nó là sắc pháp, đặt tên cho nó là danh pháp. Như vậy thì rõ ràng là kể cả cái ngũ uẩn, mỗi một uẩn đó cũng là nhân duyên hòa hợp, như vậy cũng là cảnh uẩn, vẫn là pháp uẩn. Như vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Con thấy hai cái nó rất là giống nhau, là cái con người cũng nhân duyên hòa hợp, mà mỗi một cái uẩn cũng là nhân duyên hòa hợp, mà nó chỉ có cái giả danh mà thôi. Đó, như vậy thì cả hai đều là pháp uyển hết hay sao thưa sư? Dạ, còn kính gửi mít cho sư giải về cái chỗ này. Nam mô Bố Thầy, kính bạch chư tổ hàng giả, kính thưa chư quý vị, thì cả hai là pháp uyển hết chứ sao? Hỏi người có không? Rồi cái danh sắc nếu mà nó không hợp lại thì nó có không? Thì nó chỉ là năm cái chấm thôi chứ gì đâu. Thì mình gọi nó là gì? Chắc tinh thương gì xúc nữa, năm mình là bè bóp ra thành năm cái chấm, mình gọi nó là gì? Nhờ nó, nhờ những cái nhân viên gọt nó lại thành ra mình mới đặt tên. Nếu đi hai chân mà có đầu đội trời chân đạp đất thì mình mới gọi là người. Nhưng mà nếu nó đi đó, nó đi lại sao gọi bàn xanh? Tại vì nó đi là cái sinh sống nó song song với cái mặt đất, thành ra mình mới gọi là bàn xanh. Không phải à? Đâu có. Người có năm quẩn là tại vì điều kiện của năm quẩn đó nó thành cái hình dạng, người ta mới gọi là người. Chúng ta mới nói đó, nếu mà nó thành cái hình dạng mà đi cái sinh sống song song với đất, người ta đâu gọi là người. Nhưng mà nó có năm quẩn không? Chả lẽ đi cái đường sống song mặt đất, đi bốn cẳng vậy cũng gọi là người à? Tùy theo cái điều kiện đó, người ta đặt tên đó rồi mình chấp vào cái tên đó, mình gọi nó vậy vậy đâu có được. Ta để cái tên đó để cho mình nhận dạng một số chuyện vậy thôi, nhưng mà thật sự nó đâu có đó. Coi trong quyển Nguyên Tiên Nhân Đáp sẽ thấy đó. Nó cái xe bốc mỗi từng cái hỏi, thấy không? Thật sự ra những cái điều, cái năm cái này mà nó hợp lại do nhân duyên hợp thì mới có nó. Còn nếu mà nó không có được cái sự cấu tạo của những cái nhân duyên khác thì nó lại gì? Đúng đâu có thật. Mình nói mà có thật là tại vì ngựa vào nhân duyên nó thành thôi. Huynh móc cục đất lên, huynh nặng thành cái con người thì gọi là người, cứ huynh nặng thành con cẩu thì gọi là con cẩu, chứ làm sao gọi giống nhau được. Tại sao phải gọi khác? Tại vì do những cái điều kiện nó cấu tạo để thành nó là như vậy. Đó. Chứ nó làm gì có đâu. Thành ra tất cả đều dính dấp vào một số cái điều kiện gọi là nhân duyên này, nó mới loại ra những cái đó. Mà con người dùng những cái ngôn từ riêng biệt để đặt tên này tên nọ để kêu vậy thôi, chứ thật sự là nó không có gì đó. Nên là không có gì mà có thật trong cái ngũ quẩn này. Bây giờ huynh lấy cái năm ngũ quẩn của huynh nói cái nào có thật thì cho chúng tôi nghe coi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Chỗ này có lẽ là không có được. Dạ thôi con gác cái vấn đề này qua. Dạ. Vậy con cũng nắm được. Dạ, thưa sư, con nêu ra một cái vấn đề tiếp theo.
là cũng liên quan tới chỗ này thôi, tức là trong cái bài kinh Kacchayana Gotta, bài kinh mà Đức Phật dạy cho ngài Ca Chiên Viên, thì Đức Phật có dạy một cái câu rằng là nếu mà mình cho rằng tất cả là có đó, nó là một cái cực đoan, và mình cho rằng tất cả là không có đó, nó là một cái cực đoan thứ hai. Thì trong đạo Phật thì là xa lìa hai cái cực đoan này. Thì như vậy thì con xin sư giảng nghĩa là như thế nào là mình chấp rằng là tất cả là có, tất cả đây là cái thế giới đó thưa sư, cái chữ cũng là từ cái chữ là thế giới, là cái chữ là lô cá luôn, tức là mình cho thế giới là tất cả là có thì mình rơi vào một cái cực đoan, mình nói rằng là tất cả là không có thì mình rơi vào một cái cực đoan thứ hai. Và trong đạo Phật thì đi theo cái con đường trung đạo là theo cái lý là duyên khởi. Thì như vậy thì như thế nào gọi là chấp tất cả là có, và như thế nào gọi là mình chấp tất cả là không? Kính xin sư cho những cái ví dụ để mà sáng tỏ cái vấn đề này, để mà chúng con mà tránh rơi vào những cái nhận thức nó sai lạc như thế này. Dạ, con kính gửi mình cho sư. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình chấp vào cái thân này có thật hay đúng? Cái anh khác nhìn vô cái này nó không có, thì bây giờ mình chấp là có, thấy không? Mình chỉ đây mắt tai mũi lưỡi này kia ông sùng á, còn cái anh kia móc mắt anh để một bên, móc lỗ tai để một bên, giống như trong kinh của cái ông Mi Tiên ông Chân Đáp như vậy, thấy không? Thì mình chấp cái nào nó cũng là cực đoan, bởi vì nó có hay không là nó do điều kiện. Mình xếp năm cái quẩn này lại, nó với điều kiện đó thì nó có, nhưng có trong điều kiện đó mà thôi. Còn bây giờ trong điều kiện khác, nó là cái khác chứ nó không thể là cái này được. Nếu như chúng tôi nói đó, nếu mà năm cái quẩn này mà mình bấm như thế, mình gộp lại thế nào đó thì người ta mới gọi là người, nhưng mình gộp thế nào người ta gọi là chó hay mèo chứ không gọi là người nữa. Nhưng mà nếu mình chấp gộp năm cái đó là phải là người mới được, là một cực đoan. Ông khác nói không phải, tôi làm gì đâu phải là người đâu đó. Thì mình chấp cái không, nó không phải là người là cái cực đoan thứ hai đó. Thì cái điều giữa là gì, là tùy theo điều kiện để mình gọi nó là cái gì, chứ không phải mình nặng lên một cái là mình chấp tất cả rồi nè, năm cái này phải thành cái đó, thành cái cũng được, sao không được? Bởi vì năm cái quẩn này đi hai chân có, đi bốn chân có, đi nhiều chân có, trường có, chứ làm sao không có được. Mà mình nhìn năm cái ngũ quẩn chỉ là một, tức là mình chấp rồi. Mình nhìn năm quẩn này không có gì hết là mình chấp cái thứ hai, mà trong khi trước mặt mình thấy rõ ràng đó, con người có mấy quẩn, con chó có mấy quẩn, con trùng có mấy quẩn, thì tùy theo điều kiện để nó có cái khác chứ làm sao mà nó là một được. Mà tối ngày mình lại không có đủ trí tuệ để mình phân biệt, thì ra mình cứ nói là có một. Rồi cứ cho là nếu là người là nhất, nhất cái gì nó không chỉ năm quẩn thôi chứ là gì đâu nhất, thấy không? Đọc những sách của các nhà được hiền triết của thế giới được rồi đó. Đó, linh ư là đèn dân là người đó, tại chấp những cái chuyện không nên chấp, thành ra nó mới có những cái điều kiện đó. Nam mô Bố Thà, dạ. Nam mô Bố Thà, dạ. Dạ, nếu như mà mình dùng cái chữ lô cá là năm quẩn như là sư vừa mới dạy lúc nãy đó thưa sư, thì cái câu này mình có thể hiểu rằng nếu như đối với năm quẩn á, mà mình chấp là có thật là một cái cực đoan, mà mình chấp là không có là một cái cực đoan khác. Như vậy thì hiểu như vậy thì có gì sai hay không thưa sư ạ? Tức là đối với mỗi một quẩn, ví dụ như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nếu mình chấp nó là thật có thì rơi vào một cực đoan, và nếu mình chấp nó là không có thì rơi vào một cực đoan. Thì cái trung đạo thì cái đó là do duyên sinh, vô ngã,
Thì như hiểu như vậy thì có bị vấn đề gì hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, gia kinh bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư vị. Mình hiểu nó có vấn đề là mình phải hiểu tới những cái chi, nghĩa là điều kiện mà để có nó đó, thì mình mới là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mình hiểu mà không có đầy đủ á, thì nó vẫn có vấn đề như thường chứ không phải không? Bởi vì con người ta cứ tối ngày cứ thí nghiệm để làm gì? Tại vì con người ta chỉ thấy mỗi lần có một cái mà thôi. Nó thấy mỗi lần có một cái thì nó có vấn đề. Thành ra mình phải thấy cái điều kiện của nó để mình tranh lìa xa cái thấy của mình. Đừng để nó lọt vào một trong những cái lọt vào một trong những cái điều kiện đó thì nó mới tốt cho mình. Bởi vì thật sự ra đó, do nhiều cái điều kiện, thành ra con người nội mà cái do là gì, nên năm quẩn này đó, nếu mà năm quẩn này ở cõi này gọi khác, ở cõi kia gọi khác là gì đó, do cái điều kiện con người đẻ ra một số cái từ ngữ vậy, thành ra nó lo xả, mình không nhìn ra được cái sự thật của nó. Thì thật của nó là chỉ có ba chuyện để nói thôi: chấp có, chấp không, và cái sự thật mà mình biết chắc chắn có hay không là nhân duyên mà thôi. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ. Thì sẵn đây con gửi cái câu hỏi, cái vấn đề cuối cùng đó là: thông thường á, thì chúng ta chỉ để ý thấy rằng á, là trong cái pháp hành thiền quán là để ý tới là các cái tướng như là vô thường nè, khổ, vô ngã, đôi khi thì có thêm cái tướng gọi là cái tướng bất mỹ, á xú phá. Nhưng mà con coi trong, cũng coi trong cái nhiều cái sớ giải cũng như là những cái cuốn mà con vừa mới nêu hồi nãy đó, thì thật ra là còn có một cái pháp quán nữa, đó là pháp quán theo cái kiểu là không, tức là sunya, đó là vô thường, khổ, không, vô ngã và bất mỹ. Như vậy thì cái quán không đó nghĩa là sao? Tại vì từ cái chữ mà sunyata là không tánh đó thôi sư, thì có nhiều kinh có đề cập thêm cái vấn đề về cái tướng là sunya, là không. Như vậy thì cái không này nè, là rõ ràng là nếu như vậy là nó khác với là cái chữ là anatta. Thì như vậy thì cái không này là quán như thế nào thôi sư? Con xin nhắc lại cái vấn đề con nêu ra. Là thông thường thì chúng ta chỉ để ý tới là những cái pháp quán như là vô thường nè, khổ, vô ngã và bất mỹ. Nhưng mà có những cái chỗ thì lại dạy là quán thêm một cái khía cạnh nữa, đó là cái sunya, tức là không. Như vậy thì quán không nghĩa là như thế nào? Còn kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Không muốn cái quán không như thế nào thì có cái vị trong này có chưa tỳ kê trước mặt thì hỏi ông chứ. Thật sự ra nó chỉ có ba thôi, nhưng mà nó có một số cái trường hợp liên hệ đặc biệt đến một số cái cá nhân nào đó, thành nó có cái đó, nhưng mà nó không có được hợp thức quá giống như ba cái mà mình thường nghe. Ngay cả ba cái mà thường nghe đó là nó dựa vào số cái điều kiện, thành là cái niết bàn mà khi mà mấy vị đó tới đó, nó cũng chỉ có ba mà thôi chứ không có bốn. Thì trường hợp này đó, nó chỉ là một cái gì nó khác biệt trong pháp hành mà thôi, nhưng mà nó không có quan trọng để người ta chỉ ra cái niết bàn thứ tư. Cái gì nên nhớ là niết bàn chỉ có ba thôi, là nhớ chuyện đó, là dựa theo cái sự thấy sanh diệt của cái thiền giả. Thiền giả thấy sanh diệt là khổ thì cái tên niết bàn là khác. Hành giả thấy sanh diệt là vô thường thì cái tên cái niết bàn mà vị đó thấy cái tên khác. Mà vị đó thấy nghĩa là sanh diệt là một cái chuyện, nghĩa là anatta, tức là vô ngã đó, thì cái niết bàn nó lại có tên khác, chứ không có cái niết bàn thứ tư, nên nhớ rồi đó. Thành ra cái mà có thấy cái gì đó thì có thể là trong cái giai đoạn nào đó của một cái thể loại thiền giả mà nó hơi đặc biệt hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc nó chỉ nằm trong ba chuyện đó mà thôi.
Làm trong ba chuyện phát sanh do cái sự sanh diệt của danh sắc, mà gì đó thấy vô thường, thấy vô khổ não hay thấy vô ngã mà thôi. Chứ nó còn cái đó thì nếu huynh mới theo huynh sẽ nghiên cứu thì thấy vị thấy rồi rốt cuộc cái niết bàn vị đó tên gì thì mới có đủ điều kiện để mình tra, mình coi cái đó là cái gì. Chứ còn nếu không thì xin lỗi, mình chưa tới nơi đâu, mình không có biết được. Đâu cũng vậy chứ. Nhưng mà khi nào mà khi cái vị đó đắc, chắc chắn là cái vị đó là đắc rồi đó, thì hỏi đắc lúc đó cái niết bàn của vị đó tên gì. Đó, bữa nào nghiên cứu cái câu kinh đó với cái những lời giải thích rồi coi thì nó thấy niết bàn là gì. Cũng chỉ một trong ba thôi chứ làm sao bốn được, phải không? Vấn đề là như vậy. Thành ra mình thấy có những cái là mình đọc rồi đó, mình chỉ thấy trong cái đoạn đó mà thôi, nhưng mà cái khúc đầu mình không hiểu cái cuối cùng nó như thế nào thì mình không thấy, thì có thể là mình cũng chỉ đoán thôi chứ mình không biết được cái thật của nó. Bởi vì trong tất cả các sách mà về thiền minh sát đều nói tới ba loại niết bàn mà thôi chứ không có nói hơn. Mà nếu nó ba loại niết bàn thì thầy chỉ thấy có ba chuyện thôi chứ không thể nào thấy chuyện thứ tư được hết. Thành ra nếu mà huynh nói vậy thì huynh chịu khó nghiên cứu tất cả những cái liên quan tới cậu kinh cúng trong bài chọc coi nói như thế nào, coi cái gì đó thấy. Nghĩa là khi mà Diêm Vương không bắt gặp gì đó thấy cái pháp đó là pháp gì, thì may ra mình có thể mình tìm tòi một số cái điều kiện khác trong những cái loại hay cái kinh pháp cú khác để mình thấy được. Chứ còn nếu mà nói một cách mà hơi xa vậy thì chúng tôi cũng không có khả năng để nói nó là cái gì. Nam mô Bụt Thầy á, kính bạch chư tôn giả, kính thưa chư tịnh sinh năng quyền thân trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh cho pháp thoại trong hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sinh năng quyền thân trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngành nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy á, nam mô Tham Mà á, nam mô Sang Khai á, nam mô Đất Tạ Nát Tề á sa. Sa thú lanh thai, con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con đến gần hơn đến Đức Thế Tôn Gautama, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến giờ.